cao thủ hạ sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 32. Đối mặt với một kiếm như thế này, bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, dao động xuất hiện. Sát ý vô biên tuôn về hướng Lý Dục Thần. Không có một ai tin tưởng Lý Dục Thần sẽ có thể còn sống dưới một kiếm như thế này. Ngay cả lão tăng nhập định trí nhãn lúc này cũng mở mắt ra. Một kiếm chém tới, không gian lóe lên một cái trong đao quang và sát ý. Ngay vào lúc mọi người cho rằng Lý Dục Thần chắc chắn sẽ bị một kiếm kia chém thành hai khúc, cảnh tượng khó tin lại xảy ra. Chỉ thấy anh vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó, vươn một tay về trước, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm gỗ kia. Itazura Kazuyoshi cầm kiếm gỗ trong tay, bày ra một ưu thế chém xuống. Hai người không nhúc nhích giống như một bức tranh. Nếu như không phải trên trán Lazura Kazuyoshi có hai giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống, mọi người quả thật cho là bọn họ đã hóa đá. Làm sao, có khả năng, Lazura Kazuyoshi tự lẩm bẩm. Lý Dục Thần cười nói, vừa rồi tôi đã nói với ông rồi, kiếm không dùng như vậy được. Kiếm đạo của các ông thực sự quá yếu. Không, không có khả năng, Lazura Kazuyoshi lớn tiếng nói, cậu nói bậy. Nhẫn thuật của Đông Doanh là lợi hại nhất võ đạo. Thiên Nhẫn Tông chúng tôi là vua của giới ninja. Nhất đao lưu của chúng tôi là kiếm đạo. Mạnh nhất, ông ta nói liến thoảng một tràng, dùng sức mạnh vào tay muốn rút kiếm gỗ về, tấn công lần nữa. Nhưng cho dù ông ta có dùng sức như thế nào thì cũng không thể rút được kiếm gỗ ra khỏi hai ngón tay của Lý Dục Thần. Ai, Itazura Kazuyoshi điên cuồng kêu gào. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn ông ta, chờ ông ta yên tĩnh lại mới nói, tôi biết ông không phục, vậy tôi sẽ cho. Ông mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm thuật. Itazura Kazuyoshi sững sờ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Để cho công bằng, tôi sẽ mượn cây gỗ này của ông dùng một lát, thực hiện một chiêu kiếm khí đi. Vừa dứt lời, Lý Dục Thần khẽ động ngón tay, thanh kiếm gỗ kia liền thoát khỏi sự khống chế của Itazura Kazuyoshi như ma xui quỷ khiến, rơi vào trong tay Lý Dục Thần. Anh cầm đao gỗ, ước lượng, sau đó giơ nghiêng lên, hét lớn, giết. Đột nhiên, sắc trời tối sầm lại. Bên trong toàn bộ thế giới chỉ còn lại một thanh kiếm to lớn lơ lửng giữa không trung. Kiếm này vừa ra, trời đất cũng phải biến sắc. Sát ý vô tận từ bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ lên trên thân kiếm. Cái này khác hoàn toàn với kiếm ý mà Lazura Kazuyoshi tạo ra vừa rồi. Cùng là sát ý, Itazura Kazuyoshi là phát ra từ trên thân kiếm, để nó lan tràn ra bốn phía. Mà kiếm của Lý Dục Thần thì hấp thu sát khí trong trời đất, hội tụ đến trên thân kiếm. So sánh cả hai thì kiếm của Lazura Kazuyoshi chỉ giống như đồ chơi của trẻ con vậy. Mà giờ phút này thanh kiếm treo trên không trung đã tạo ra sự sợ hãi và bóng ma mãnh liệt trong lòng mọi người. Năng lực hủy thiên diệt địa trong đó là thứ mà đám võ giả chưa bao giờ thấy qua. Tiếp theo, kiếm rơi xuống. Không gian vang lên ầm ầm. Itazura Kazuyoshi cũng hồn phi phách tán dưới một kiếm này. Tất cả rơi vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai quát lớn một tiếng, cậu Lý là Đại Tông Sư đứng đầu Giang Nam chúng tết mọi người bắt đầu gieo hò, Đại Tông Sư. Đại Tông Sư. Lý Dục Thần dùng một kiếm tiêu diệt Lazura Kazuyoshi đã lấy lại mặt mũi cho võ lâm Nam Giang. Đám người đại diện cho võ lâm Nam Giang này đều vô cùng biết ơn. Bởi vậy, Lý Dục Thần cũng có thêm một cái danh xưng mới Đại Tông Sư. Cũng thành người đứng đầu võ lâm Nam Giang. Sự vinh dự này là dựa vào mặt mũi của toàn bộ người trong võ lâm Nam Giang, không ai có thể chất vấn được. Một kiếm này đã khiến tất cả mọi người chấn động, khiến mọi người thấy được kiếm thuật đỉnh cao chân chính nhất. Lâm Vân nhìn anh rể mình, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Mã Sơn cũng siết chặt năm đấm, kích động đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt. Anh ta mới luyện võ không lâu, vẫn còn không tính là người trong võ lâm, nhưng đối mặt với sự khiêu khích của Lazura Kazuyoshi, trong lòng anh ta cảm thấy uất ức và giận dữ không thua bất kỳ người nào ở đây. Thậm chí anh ta còn có một loại xúc động, chỉ cần có thể lấy lại chút thể diện cho Hoa Hạ, cho dù cá cược bằng cả mạng sống, anh ta cũng sẽ không nhíu mày một chút nào. Cuối cùng cũng đã lấy lại được mặt mũi rồi, không phải một chút, mà là toàn bộ. Đây chính là người anh em của anh ta. Đại Tông Sư, những tiếng kêu trong đại sảnh như sóng chập trùng. Những người này đều là đại diện cho võ lâm Nam Giang, không phải trưởng môn thì cũng là trưởng lão, bây giờ đều đang hoan hô giống như trẻ con.
bao gồm cả các vị tông sư vừa mới bị Lazura Kazuyoshi đánh bại cũng đều hết sức vui mừng. Chỉ có sắc mặt Viên Thọ Sơn là vô cùng khó coi, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bách Phú Minh khẽ khom người với Lý Dục Thần, nói cảm ơn Lý Đại Tông Sư đã ra tay, nếu không chúng tôi đều sẽ trở thành trò cười của Võ Lâm. Lý Dục Thần nói, đều là người Hoa, không cần phải khách khí. Bách Phú Minh còn nói, cậu Lý một kiếm diệt địch, công phu xuất thần nhập hóa, xứng đáng với danh xưng Đại Tông Sư, tôi nguyện nhường vị trí hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông ra, mời cậu Lý đảm nhiệm. Nói xong, ông ta đảo mắt một vòng, tôi nghĩ, các đồng nghiệp Võ Đạo Hoa Đông chắc hẳn cũng sẽ không phản đối. Những người khác đều nhao nhao tỏ thái độ, cậu Lý đảm nhiệm hội trưởng, chúng tôi tâm phục khẩu phục. Lý Dục Thần không có chút hứng thú gì với Hiệp hội Võ Đạo đó, khoát tay nói, tôi là người rảnh rỗi, ông gọi tôi là hội trưởng, tôi lại không làm được. Vẫn nên để Bách Tông Sư người tài giỏi làm việc lớn đi. Dứt lời, anh tiến lên một bước, điểm hai ngón tay lên trên ngực Bách Phú Minh. Bách Phú Minh bị đao ý của Lazura Kazuyoshi gây thương tích, tâm mạch bị hao tổn, đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Được Lý Dục Thần điểm hai ngón tay một cái, lồng ngực của ông ta bỗng nhiên thông suốt, hô hấp không còn khó khăn, thương thế cứ như lập tức khỏi hẳn. Mặc dù thương thế của ông ta không nặng, nhưng cho dù có trở về tĩnh dưỡng, không mất dăm ba tháng thì khó có thể khôi phục. Lý Dục Thần vừa nhấc tay đã chữa khỏi thương thế của ông ta, khiến ông ta cảm thấy vô cùng thần kỳ, đồng thời càng thêm bội phục. Cảm ơn cậu Lý, Bách Phú Minh khom người cúi đầu, lần này là thành tâm thành ý, cậu Lý, nếu sau này có rảnh, mời cậu đến Kim Lăng một lần, tôi sẽ giới thiệu sư phụ tôi cho cậu. Từ trước đến nay sư phụ tôi vẫn luôn tán thưởng những người trẻ tuổi có tài, cậu Lý còn trẻ mà đã có tu vi như thế, chắc hẳn sư phụ tôi rất hân hạnh được làm quen với cậu. Lý Dục Thần gật đầu nói, được, có cơ hội tôi nhất định sẽ đi. Nói xong, anh liền đi về hướng Hà Trường Xuân và Liễu Kim Sinh ở một bên. Liễu Kim Sinh cụt mất một cái tay, Hà Trường Xuân thì cụt hết 10 ngón, cộng thêm về sau 7 đánh 1, một kiếm của Lazura Kazuyoshi cũng là hai người phải chịu đựng nhiều nhất, cho nên thương thế đã nặng hơn rất nhiều. Lý Dục Thần cũng không nhiều lời, phất tay lên, một cơn gió cuốn phần tay cụt dưới đất lên nối vào cơ thể bọn họ, lại lấy thủ pháp trợ giúp bọn họ khơi thông chân khí, chữa trị kinh mạch trong cơ thể bị tổn thương. Trong lòng Hà Trường Xuân và Liễu Kim Sinh đều vô cùng phức tạp, vừa kinh ngạc trước thủ đoạn thần kỳ không so đo hiềm khích lúc trước của anh. Phải biết, vừa rồi lúc ăn cơm trưa Liễu Kim Sinh còn xảy ra xung đột với Lý Dục Thần. Mà Hà Trường Xuân còn bởi vì quan hệ với Viên Thọ Sơn, hiển nhiên là đứng ở phía đối địch với Lý Dục Thần. Nhưng anh thì sao, chẳng những không mượn uy lực một kiếm diệt oa để làm khó dễ chế giễu bọn họ, còn giúp bọn họ trị thương mà không hề có chút do dự nào, tấm lòng này. Khí chất này sao có thể không khiến người ta khâm phục được. Ở đây đều là người sáng suốt, hai người Liễu, Hà còn là tông sư cảnh giới tiên thiên, giờ phút này càng bội phục dập đầu xuống đất với Lý Dục Thần. Sau khi nối lại tay cụt, Lý Dục Thần cho bọn họ mỗi người một viên đan dược, sau khi sử dụng hãy điều tức. Cho tốt, lấy công lực của các ông, rất nhanh sẽ có thể phục hồi như lúc ban đầu. Hà Trường Xuân thở dài, nói, Hà mỗ vô cùng hổ thẹn. Cậu Lý vừa có thủ đoạn thần tiên lại hiệp can nghĩa đảm, đúng là xứng đáng với danh xưng Đại Tông Sư. Kể từ hôm nay, Nam Giang sẽ không còn tên của Hà Tông Sư nữa. Hà Mỗ sẽ về núi Thành Hoàng bế quan, từ đây chỉ hỏi thiên đạo, không hỏi thế sự. Nếu như cậu Lý có việc, có thể tới Thành Hoàng các núi Thành Hoàng tìm tôi. Hà Mỗ nợ cậu một mạng, núi đào biển lửa, quỷ thành ma vực, tôi cũng sẽ không chối từ. Vừa dứt lời, ông ta liền cúi đầu thật sâu với Lý Dục Thần, sau đó quay người rời đi trong những tiếng thổn thức của mọi người. Điều này khiến Viên Thọ Sơn ở một bên càng thêm chấn động và tuyệt vọng, ông ta ngơ ngác nhìn bóng lưng Hà Trường Xuân, muốn gọi, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn không phát ra được âm thanh gì, muốn đi cùng nhưng hai chân lại như rót trì, không thể cất bước. Liễu Kim Sinh cũng cúi đầu với Lý Dục Thần, nói cậu Lý, lúc trước có nhiều đắc tội, xin thứ cho Liễu Mỗ có mắt không biết Thái Sơn. Cậu oai phong như thần. Đã cứu Võ Lâm Nam Giang chúng tôi khỏi nguy hiểm, là Đại Tông Sư số 1 Nam Giang. Tôi cảm thấy vô cùng hổ, thẹn, cũng nguyện trừ bỏ danh xưng Tông Sư. Nếu Đại Tông Sư có rảnh rỗi, mời cậu đến thành phố Dũng làm khách, tôi sẽ quét dọn giường chiếu tiếp đón Đại Tông Sư ghé chơi. Hà Trường Xuân là thật lòng, Lý Dục Thần có thể cảm nhận được, cho nên anh không hề nói gì. Hà Trường Xuân năm nay đã hơn 90,
trở về bế quan, nếu có thể khám phá ra sinh tử trước 100 tuổi thì còn có thể tiến thêm một bước, nếu không cái gọi là võ hồn cuối cùng cũng chỉ là hư ảo thôi. Nhưng Liễu Kim Sinh lại là nửa thật nửa giả. Một phương diện bởi vì Hà Trường Xuân nói như vậy, ông ta nhất định phải làm theo. Một phương diện khác, cũng là quan trọng nhất, là năng lực của Lý Dục Thần đã khiến ông ta chấn động, cũng khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Lý Dục Thần nói, nhà họ Liễu thành phố Dũng sao, tôi sẽ đi. Chẳng những muốn đi, còn muốn lấy một thứ. Tốt nhất là ông nên giấu kỹ vào. Liễu Kim Sinh thay đổi sắc mặt, trong lòng đã hiểu ra, nhưng vẫn giả bộ như không biết nói, Đại Tông Sư muốn cái gì. Chỉ cần là thứ mà nhà họ Liễu có, nhất định tôi sẽ dùng hai tay dâng lên. Lý Dục Thần cười lạnh một tiếng, Liễu Kim Sinh, tôi giúp ông trị thương cũng không phải là đại nghĩa giang hồ gì, là vì tôi đang nể mặt hai chuyện. Thứ nhất, là bởi vì tổ tiên nhà ông đã từng theo Thích tướng quân chống Hoa, lại bảo vệ thành phố Dũng mấy trăm năm, có công với Hoa Hạ. Thứ hai là nể mặt chị Mai, còn tôi muốn thứ gì, trong lòng ông biết rõ, đó cũng không phải là đồ của nhà họ Liễu ông. Có bản lĩnh thì ông có thể giấu đi, để cho tôi tìm không thấy. Nói xong, anh cũng mặc kệ Liễu Kim Sinh chấn động bàng hoàng như thế nào, liền đi tới một bên chữa thương cho đảo chủ đảo Cửu Long chữ Phượng Toàn. Sau khi vết thương của chữ Phượng Toàn đã khỏi, cũng bái tạ Lý Dục Thần, thừa nhận vị trí đại tông sư của anh, chỉ là ông ta vẫn còn nhớ đến Hỏa Long Châu, sau khi được chứng kiến thực lực của Lý Dục Thần đã có thêm một chút lo lắng không thể lấy lại được hạt châu đó. Với năng lực của Lý Dục Thần, nếu như không muốn trả, đúng là ông ta cũng không có cách nào. Lý Dục Thần biết ông ta đang suy nghĩ gì, cười nói, yên tâm đi, chuyện mà tôi đã đồng ý với ông thì nhất định tôi sẽ làm được. Chữ Phượng Toàn có chút bất ngờ, lại có chút ngượng ngùng nói, Đại Tông Sư, tôi không có ý đó, nếu cậu đến đảo Cửu Long, chúng tôi nhất định sẽ hoan nghênh. Lý Dục Thần không nói thêm gì nữa, lại đi giúp Xà Bích Thanh khai thông khí tức kinh mạch. Xà Bích Thanh nhìn chằm chằm vào mặt Lý Dục Thần, xem xét kỹ hồi lâu mới lẩm bẩm nói, giống. Quả nhiên rất giống, Lý Dục Thần hỏi, Xà tiền bối, bà nói cái gì? Xà Bích Thanh thu hồi ánh mắt, nói khẽ cảm ơn ân cứu mạng của cậu Lý, bây giờ cậu đã là Đại Tông Sư, không biết ngày mai Đại Tông Sư có rảnh đến hội sở hồ. Tân một lần không, Lý Dục Thần mừng lớn nói, đương nhiên có thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh biết ngày đó Quan Nhã Lệ không nói đùa, bà Xà này có khả năng biết không ít chuyện về nhà họ Lý. Sau khi chữa khỏi cho Xà Bích Thanh, 7 vị tông sư trên sân chỉ còn lại Viên Thọ Sơn. Lý Dục Thần đi đến trước mặt ông ta, hỏi, vừa rồi hình như có người muốn quyết đấu với tôi, có phải là ông không vậy? Viên Thọ Sơn sợ đến mức mặt xám như tro. Nếu có thuốc hối hận, ông ta nguyện ý trả một nửa gia sản để mua mấy cân trở về uống. Lý, cậu Lý, vừa rồi tôi nhất thời hồ đồ. Làm người quản lý nhà họ Viên tung hoành trong giới kinh doanh mấy chục năm, da mặt của Viên Thọ Sơn đã sớm luyện đến trình độ vừa dày vừa mềm dẻo trong vô số lần làm ăn rồi. Uy danh võ đạo của Đại Tông Sư là vinh quang của võ lâm Nam Giang chúng tôi. Viên Mẫu nguyện cung phụng Đại Tông Sư làm vua, từ nay về sau, tất cả những gì của nhà họ Viên, Đại Tông Sư có thể lấy dùng bất cứ lúc nào, từ trên xuống dưới nhà họ Viên lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh, chỉ cần một câu của Đại Tông Sư, chúng tôi cam nguyện xông pha khói lửa. Ông ta chuyển biến quá nhanh, Lý Dục Thần cũng phải sửng sốt một chút. Anh chưa bao giờ thấy người nào mặt dày vô sỉ như thế cả. Ngay cả người trong đại sảnh cũng đều không nhìn được, mặc dù người trong võ lâm cũng chú trọng đạo lý đối nhân xử thế, nhưng dù sao vẫn phải có cốt khí. Vừa rồi còn hùng hổ dọa người, cứ nhất quyết muốn đánh một trận sống còn với người ta, bây giờ thấy người A lợi hại, đột nhiên lại nói sẵn sàng chờ lệnh xông pha khói lửa, sự đảo ngược này cũng quá nhanh quá kịch liệt, nông ngựa nóng hầm hập mang theo mùi thối phun đầy mặt mọi người trong đại sảnh. Thôi đi, đồ hèn nhát. Tại sao loại người này lại có thể trở thành tông sư vậy? Đúng là ông trời không có mắt mà. Hừ, người làm ăn mà, đều như thế cả. Để xem kết cục của ông ta như thế nào. Tôi cảm thấy nhà họ Viên sắp xong rồi. Cũng không đến mức đi, tốt xấu gì cũng là gia tộc lớn top 3 tiền đường mà top 3. Anh cũng không nhìn xem người ông ta đắc tội là ai. Viên Thọ Sơn nghe vào trong tai, nhưng lại làm bộ như không nghe được. Bây giờ ông ta chỉ quan tâm đến thái độ của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần bỗng nhiên nở nụ cười, Viên Thọ Sơn, ông cảm thấy tôi sẽ tin ông sao? Viên Thọ Sơn lập tức quỳ xuống đất, đưa tay chỉ trời.
Cậu Lý, nếu Viên Mỗ có nửa câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nếu lời thề hữu dụng thì còn cần thiên đạo làm gì? Lý Dục Thần ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua trần nhà, thấy được trời xanh. Viên Thọ Sơn biết mình tài năng nịnh nọt của mình hay làm trong việc làm ăn đã không có tác dụng ở chỗ này. Ông ta nhanh chóng suy nghĩ, quỳ trên mặt đất đập đầu bình bịch. Cậu Lý Đại Tông Sư, cậu tha cho tôi đi. Như thế này đi, chỉ cần cậu buông tha cho tôi cam nguyện làm chó giữ nhà cho nhà họ Lý. Đời này kiếp này, tất cả đồng đạo võ lâm đang ngồi ở đây đều có thể làm chứng. Trong đại sảnh vang lên những tiếng ồn ào. Lời nói hành động của Viên Thọ Sơn đều khiến người ta giận sôi. Vừa rồi lúc muốn quyết đấu cùng Lý Dục Thần còn cồng ngôn bảo Lý Dục Thần quỳ xuống dập đầu, thừa nhận mình là một con chó của nhà họ Viên mới bỏ qua cho anh. Kết quả lại là mình quỳ xuống đất dập đầu rước, cam nguyện làm chó giữ nhà của nhà họ Lý. Một vị tông sư, gia chủ của gia tộc top 3 Tiền Đường, vậy mà lại nói ra những lời này. Đây là sự sỉ nhục của Tiền Đường, là sự sỉ nhục của võ lâm. Thế nhưng đối mặt với tử vong, đối mặt với việc gia tộc bị hủy diệt, Viên Thọ Sơn đã không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể bảo vệ được nhà họ Viên, bảo ông ta làm chó, ông ta cũng nhận. Ông ta nằm dạp trên mặt đất, còn cố ý kêu gâu gâu hai tiếng. Lý Dục Thần lắc đầu, đáng tiếc, nhà họ Lý tôi không thiếu chó giữ nhà, càng không cần loại chó như ông. Sắc mặt Viên Thọ Sơn hoàn toàn trắng bệch, biết hôm nay đã không thể nào hòa giải được với Lý Dục Thần. Ông ta trở mình một cái, bò dậy từ dưới đất, chỉ vào Lý Dục Thần nói, họ Lý, cậu đừng có mà quá nhẫn tâm. Đừng cho là tôi thật sự sợ cậu, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Còn chưa dứt lời, ông ta đã đột nhiên ra tay. Vừa rồi một kiếm kia của Lý Dục Thần quá mức rung động, Viên Thọ Sơn tự biết không phải là đối thủ của anh. Nhưng ông ta nghĩ dù sao mình cũng là tông sư, chắc vẫn sẽ có sức đánh một trận. Vừa rồi trong trận chiến 7-1 với Lazura Kazuyoshi, Viên Thọ Sơn vẫn còn giữ lại sức mạnh, cho nên gần như không bị thương tích gì, chỉ là giả vờ bị thương rất đau đớn. Điều này cũng trở thành cơ hội tốt nhất để ông ta đánh lại Lý Dục Thần. Không có người nào sẽ đề phòng một người bị thương nặng, hơn nữa vừa mới còn quỳ trên mặt đất dập đầu. Đây là cơ hội duy nhất của Viên Thọ Sơn, cho nên hắn đã dùng hết toàn lực. Chỉ tiếc cho dù ông ta có tính toán kỹ càng thế nào, thì đứng trước mặt thực lực chân chính, tất cả đều là phí công. Lý Dục Thần nhẹ nhàng vung tay lên, Viên Thọ Sơn liền bay ra ngoài, lộn mấy vòng trên không trung như trang giấy, sau đó rơi xuống mặt đất. Ông ta bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác. Bàn tay sờ loạn trên người, phát hiện mình cũng không bị thương. Lúc ông ta đang thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe Lý Dục Thần nói. Vừa rồi ông nói như thế nào, nếu có nửa câu nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống, đúng không? Bây giờ tất cả mọi người đều đã thấy được, ông không chỉ là nửa câu nói dối, mà câu nào cũng là dối trá hết. Vừa dứt lời, Lý Dục Thần liền đưa tay chỉ lên trời. Sấm sét xuất hiện trên đất bằng và trong hư không. Một tia chớp như một con rồng vàng chợt hiện ra, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đỉnh đầu Viên Thọ Sơn. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, một lồng ánh sáng trắng chói lóa lóe lên, bóng người Viên Thọ Sơn đã hoàn toàn biến mất. Về tia chớp đột nhiên xuất hiện này đã được lưu truyền ra thành hai phiên bản. Một loại là nói lúc ấy Viên Thọ Sơn ăn nói lung tung, lời lẽ dối trá, lại chỉ tay lên trời thế, kết quả một câu thành sấm, ông ta đã thật sự bị thiên lôi đánh xuống. Một loại khác thì nói Lý Dục Thần chẳng những biết võ đạo, lại còn biết pháp thuật, có được năng lực điều khiển sấm sét, một tay đã gọi thiên lôi đến đánh chết Viên Thọ Sơn. Nhưng mà đa số người càng tin tưởng chuyện thứ nhất, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng là đáng đời. Mà liên quan tới Lý Dục Thần, câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất, cũng là chuyện được người ta nói say sưa nhất vẫn là anh dùng một kiếm tiêu diệt ninja Đông Doanh. Việc này do người có dày dặn kinh nghiệm truyền ra. Sau khi được người giang hồ thêm mắm thêm muối, đầu đã lan truyền ra khắp nơi. Từ đây, sự kiêu ngạo của võ lâm Nam Giang đã từ có hai vị tông sư Hà, Liễu biến thành Lý Đại Tông Sư. Cho dù Lý Dục Thần đã sớm nhấn mạnh rằng anh là người của nhà họ Lý ở thủ đô, mọi người cũng đều tôn xưng anh là cậu Lý, nhưng người Nam Giang vẫn cho. Rằng anh là tông sư Nam Giang, lý do là anh lớn lên ở thành phố Hòa, lại dùng một trận chiến để nổi tiếng ở Đại hội Võ Lâm Tiền Đường. Bây giờ cũng đang ở thành phố Hòa, còn đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm ở thành phố Hòa nữa. Danh tiếng của Lý Đại Tông Sư đã truyền khắp võ lâm Hoa Hạ chỉ trong một đêm.
Trước cửa một trang viên nghỉ dưỡng ở ngoại ô thủ đô đỗ đầy những chiếc xe sang trọng, từng hàng vệ sĩ áo đen bao vây toàn bộ trang viên. Trong rừng cây xung quanh trang viên, mơ hồ có thể thấy được những bóng người chớp động cùng với ống nhắm phản quang. Bảo vệ của trang viên thì được phái ra bên ngoài tuần tra. Hai bảo vệ đứng cách xa trang viên nhất phụ trách trấn giữ cánh cổng tiến vào trang viên. Nơi này căn bản là không có xe cộ gì, càng không có người đi đường, nhưng bọn họ lại không dám lơ là chút nào, chỉ vì hôm nay là ngày mà những người đứng đầu bốn gia tộc lớn ở thủ đô tụ họp. Hai, anh nói xem trong bốn gia tộc lớn, nhà ai là lợi hại nhất, một tên bảo vệ không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi. Một tên bảo vệ khác nói, nếu nói có tiền nhất, chắc chắn là nhà họ Vương, nếu nói đến quyền lực và thế lực, hình như nhà họ Sở mạnh hơn. Hẳn là như vậy đi. Cũng chưa chắc, anh đã quên mất nhà kia rồi à, đó chính là đời sau của hoàng tộc tiền triều. Hơn nữa nghe nói gần đây còn xuất hiện một vị công tử thiên tài nữa. Công tử thiên tài gì? Hình như tên là Na Như An, nghe nói trước kia là một tên vô dụng, ở nhà họ Na chẳng khác nào một con kiến bị người ta ngược đãi, đột nhiên lại biến thành thiên tài, bây giờ đã là người nối nghiệp được định sẵn trong nhà rồi. Có đúng không vậy, anh Trương, ngay cả chuyện này mà anh cũng biết sao? Tôi có một người anh làm bảo vệ ở nhà họ Na, anh ta đã nói với tôi như thế. Ở đằng sau trang viên có một căn nhà cổ kính. Ngay trên bốn góc mái cong của căn nhà, không ngờ là có bốn người đang đứng. Nếu có người trong võ lâm ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra bốn người này đều là cao thủ cấp bậc tông sư. Bốn vị tông sư đứng ở bốn phương hướng, vừa bảo vệ căn nhà này, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Trong nhà trang trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn tròn. Bên cạnh bàn tròn có bốn ông lão ngồi xung quanh, bọn họ chính là người cầm quyền bốn gia tộc lớn ở thủ đô Vương, Sở, Na, Tiêu. Nhà họ Lý sắp trở về rồi, một lão già nói. Ý ông là Lý Dục Thần kia sao, một lão già khác hỏi. Tông sư số một Nam Giang mới ra lò, có chút thú vị, ông lão ngồi ở góc đông nam giống như đang nói một mình. Sao chỉ có thể là có chút thú vị chứ, mưa gió sắp đến rồi, ông lão ngồi ở góc tây nam nói. Lúc Lý Dục Thần đi vào hội sở Hồ Tân, quan Nhã Lệ đã sớm đứng ở cổng hội sở chào đó. Bây giờ tôi nên gọi cậu là cậu Lý hay là Lý Đại Tông Sư đây, quan Nhã Lệ cười hỏi. Không quan trọng, bà cũng có thể gọi tôi là Tiểu Lý. Ồ, vậy thì tôi không dám. Quan Nhã Lệ không xác định Lý Dục Thần nói thản nhiên thật lòng, không quan tâm đến địa vị hay là không thích nói đùa, vội vàng thu hồi nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí dẫn anh đi vào. Lý Dục Thần trông thấy bảng hiệu tạm dừng kinh doanh ở cổng hội sở, hỏi, hôm nay không kinh doanh sao? Hai vị tông sư gặp mặt, chuyện lớn như thế, sao có? Thể để người ta quấy rầy chứ, quan Nhã Lệ nói. Lý Dục Thần khẽ gật đầu, đi theo quan Nhã Lệ lên trên tầng. Xà Bích Thanh đang ngồi uống trà trong một căn phòng ở tầng 2. Xà lão tông sư, để bà đợi lâu rồi, Lý Dục Thần khế khom người, sau đó ngồi xuống Xà Bích Thanh đối diện. Quan Nhã Lệ ngồi ở một bên, pha trà cho bọn họ. Xà Bích Thanh nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần, hồi lâu sau mới lột nhiên hỏi, bố cậu họ Lý, mẹ cậu họ Cung đúng không? Đúng thế, Lý Dục Thần gật đầu nói. Xem ra cậu cũng đã biết, Xà Bích Thanh nói. Tôi biết rất có hạn, cho nên còn muốn mời xà lão tiền bối vui lòng chỉ bảo cho. Lão tiền bối, tôi già như vậy sao? Lý Dục Thần sững sờ. Không biết vì sao Xà Bích Thanh lại nói như vậy. Đúng là bà ta đã rất cao tuổi rồi, theo bối phận trong võ lâm, gọi một tiếng lão tiền bối cũng không gì là không thể. Trông thấy Lý Dục Thần sững sờ, Xà Bích Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, tôi và mẹ cậu gọi nhau là chị em, cậu nên gọi tôi một tiếng gì mới đúng. Lý Dục Thần vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, hóa ra là gì Xà? Tôi, mẹ tôi. Anh có quá nhiều chuyện muốn biết, đột nhiên không biết nên hỏi từ đâu. Xà Bích Thanh nói, cậu không cần phải gấp, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, liên quan tới mẹ cậu, liên quan tới nhà họ Lý, tôi biết chuyện gì, tôi đều sẽ nói cho cậu hết. Lý Dục Thần không nói lời nào, chỉ lặng lặng nghe, chờ đợi Xà Bích Thanh nói ra. Xà Bích Thanh nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng, giống như xuyên thấu qua hư không thấy được quá khứ xa xôi. Tôi là người nhà họ Xà ở làng Mèo Điền Nam, mẹ cậu là người nhà họ Cung. Mặc dù nhà họ Cung không phải người Mèo chính tông, nhưng ở làng Mèo chúng tôi cũng rất có uy vọng. Tôi lớn tuổi hơn mẹ cậu, nhưng bối phận lại tương đương nhau,
hai nhà cung xà cũng có quan hệ rất tốt, chúng tôi thường xuyên qua lại, cho nên bà ấy liền gọi tôi là chị, tôi gọi bà ấy là em. Mẹ cậu là một mỹ nhân nổi tiếng gần xa, danh xưng đệ nhất ở làng Mèo. Người đến nhà họ cung cầu hôn không ngừng nghỉ, nhưng mắt của mẹ cậu cao hơn đầu, luôn coi thường người khác. Lúc đó, bà ấy thường trốn đến nhà tôi. Mãi sau này, bà ấy gặp được bố của cậu là Lý Vân Hoa, bị phong thái của ông ấy mê hoặc. Bọn họ xem như vừa gặp đã yêu, nhưng khi bố của cậu đến cầu hôn thì người của nhà họ cung lại từ chối. Lúc đó, không ai biết thân phận của bố cậu, bọn họ cho rằng ông ấy chỉ là một người buôn bán có chút tiền. Nhà họ cung là một gia tộc lớn ở bản địa, từ chối cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mẹ của cậu rất cố chấp, bà ấy vẫn luôn bí mật hẹn hò với bố cậu một thời gian rất dài, cho đến khi bị gia chủ của nhà họ cung phát hiện, nhốt bà ấy lại, không cho bà ấy ra ngoài dù chỉ một bước. Ấy cha cậu đã để lộ thân phận thật, cho người chở mấy xe lễ vật đưa đến trong làng, chính thức cầu hôn. Nhưng không ngờ tên tuổi của nhà họ Lý ở thủ đô vẫn không thể khiến nhà họ cung động lòng, cuối cùng vẫn bị từ chối. Bố của cậu cũng chính là cậu Lý năm đó đã nổi giận ầm ầm, đại náo làng Mèo. Nói đến đây, trên mặt Xà Bích Thanh mỉm cười, tựa như nhớ lại chuyện gì đó buồn cười. Bố của cậu thật sự là một tay ăn chơi trác táng. Ông ta đã quậy nhà họ cung đến mức gà bay chó sủa, sau đó lại bị bắt. Làng Mèo của chúng tôi khi đó còn tương đối lạc hậu, không hiểu gì về luật pháp, người Mèo lại giỏi võ, cho nên bố của cậu đã bị đánh gần chết, còn bị nhốt vào phòng củi và bị bỏ đói mấy bữa. Đây là bọn họ còn vì thân phận của ông ấy, nếu đổi thành người khác thì có lẽ đã bị đánh chết. Lúc ấy, chúng tôi đã cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao cậu chủ nhà họ Lý ở thủ đô đến Điền Nam mà xung quanh lại không có vệ sĩ nào đi theo? Sau này tôi mới biết là do ông ấy không mang theo. Ông ấy là quỷ mà, ông ấy cố tình để bị bắt. Ông ấy biết mẹ cậu sẽ không nỡ nhìn ông ấy chịu khổ, nhất định sẽ tới cứu người. Chờ đến lúc mẹ cậu đến cứu người thì ông ấy đã sớm sắp. Xếp người ở bên ngoài, không những bỏ trốn mà còn dẫn mẹ cậu về thủ đô nữa. Người nhà họ cùng đuổi theo. Nhưng khi đến thủ đô thì đó là thế giới của bố cậu, hơn nữa mẹ cậu lại cam âm tình nguyện ở lại nhà họ Lý, không chịu trở về Điền Nam, người của nhà họ cung đành phải thừa nhận mối hôn sự này. Nhưng không ngờ lại hứng chịu tai họa diệt môn. Lý Dục Thần nghe vậy thì cảm thấy sửng sốt. Dì Xà, ý của dì là nhà họ cung cũng. Xà Bích Thanh gật đầu, nói, giống như nhà họ Lý, nhà họ cung cũng biến mất chỉ trong một đêm. Nhà họ Lý dễ sâu lá tốt. Lão gia chủ của nhà họ Lý thủ đoạn lợi hại, còn để lại duy nhất một người chính là cậu. Nhưng nhà họ cung thì thật sự không một người nào may mắn thoát khỏi. Bởi vì nhà họ cung vẫn luôn ở trong làng Mèo, rất ít giao tiếp với người bên ngoài. Những người của nhà họ cung, tôi hầu như đều quen biết. Nói đến đây, trong mắt Xà Bích Thanh tràn ngập bi thương. Trong lòng Lý Dục Thần cũng trầm xuống. Dì biết là ai đã làm sao, anh hỏi. Xà Bích Thanh lắc đầu, mấy năm này, tôi vẫn luôn bí mật điều tra, nhưng lại không có manh mối gì, tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu một số manh mối về việc nhà họ Lý bị diệt vong thôi. Lý Dục Thần gật đầu, chờ bà ta nói tiếp. Nhà họ Lý bị diệt lúc trước có liên quan rất lớn đến mẹ của cậu, Xà Bích Thanh dừng lại một chút, trầm ngâm một lát rồi hỏi, nếu như mẹ cậu là một ma nữ thì cậu sẽ nghĩ như thế nào? Lý Dục Thần nói, là ma hay là tiên đều do suy nghĩ của mỗi người thôi. Hôm nay là ma, ngày mai có thể thành tiên. Hôm nay là Phật, ai biết ngày mai có thể trở thành ma hay không? Xà Bích Thanh cảm thấy hơi bất ngờ, nói, xem ra cậu đã biết rất nhiều, vượt ngoài dự đoán của tôi. Lý Dục Thần nói, tôi đến nhà họ Lý ở thủ đô tìm được một số đồ vật. Nói xong, anh lấy một mảnh thiên hồn bích còn sót lại đưa cho Xà Bích Thanh. Xà Bích Thanh nhìn thấy tàn bích thì kinh ngạc nói, đây là vật đính ước mà bố cậu đã tặng cho mẹ cậu. Lý Dục Thần gật đầu. Xà Bích Thanh chăm chú suy nghĩ, một lúc sau, bà ta dường như hiểu ra điều gì đó, nói, mẹ cậu quả thực là ma nữ, là do chính miệng mẹ cậu đã nói với tôi. Bà ta vẫn chăm chú nhìn Lý Dục Thần, quan sát sắc mặt của anh. Cho nên nhà họ Lý bị diệt có hai khả năng, một là bị chính đạo tiêu diệt, hai là bị ma giáo tiêu diệt. Tôi nhớ rõ lúc trước, khi tôi sống ở nhà họ Lý, có mấy người trong đạo môn đến nhà họ Lý. Nói là đến thăm viếng, nhưng thực ra bọn họ tới đây đều vì mẹ của cậu. Dì có biết những người đó không? Vương Sùng Tiên của Bạch Vân Quan, Trương Vân Phổ của Long Hổ Sơn, Lục Vân Long của Võ Đang, Tố Vân Tiên Cô của Nga Mi.
tôi chỉ có thể nhận ra bốn người đớ. Lý Dục Thần nhíu mày. Những người này đều là người đứng đầu của đạo môn, chỉ có họ mới có khả năng khởi xướng cuộc bao vây tấn công nhà họ Lý. Nhưng bọn họ đều là ẩn sĩ đắc đạo, cho dù muốn diệt trừ yêu ma bảo vệ đạo giáo thì cũng sẽ không đến mức giết toàn bộ nhà họ Lý, ngay cả con nít cũng không buông tha. Ngoài ra, bọn họ cũng không có khả năng đồng thời đi về phía nam, đi đến làng mèo tiêu diệt nhà họ Cung. Ồ đúng rồi, còn có một người, mẹ cậu đã từng nhắc qua với tôi, chính là nguyên định nhất của Mao Sơn. Mẹ cậu nói rằng người này rất đáng ghét, lại dám lấy thân phận của mẹ cậu để đe dọa bà ấy, ép buộc bà ấy phải song tu với ông ta, nếu không thì sẽ rêu rao danh tính của bà ấy ra bên ngoài. Nguyên định nhất, Lý Dục Thần chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này, nhưng anh biết Mao Sơn là một trong ba ngọn núi chính nhất, có cùng địa vị với Long Hổ Sơn. Chỉ vì Phủ Thiên Sư nên Long Hổ Sơn được truyền thừa nhất mạch, truyền thừa đơn giản rõ ràng. Mà Mao Sơn phức tạp hơn nhiều, ngoại trừ ba cung năm quan, mỗi cái đều có mạch riêng, giáo lý dân gian của Mao Sơn cũng mọc lên như nấm, là đạo sĩ cũng nói mình là Mao Sơn, rất nhiều kẻ lừa đảo cũng nói bản thân là Mao Sơn. Vậy nguyên định nhất này đến từ mạch nào của Mao Sơn? Tôi không biết nhiều về đạo môn, hơn nữa sau đó cũng không nghe thêm bất cứ tin tức gì về ông ta nữa, Xà Bích Thanh nói. Lý Dục Thần cảm thấy nguyên định nhất này là nhân vật quan trọng, xem ra anh phải dành thời gian đến Mao Sơn một chuyến, hỏi thăm về người này. Ngoài ra anh còn nhớ đến chuyện bế quan của đạo, trưởng Vương Sùng Tiên ở Bạch Vân Quan, còn có bài thơ kia nữa. Khi đó anh mơ hồ cảm giác được việc này có liên quan đến nhà họ Lý, hiện tại sau khi Xà Bích Thanh nói ra thì anh gần như có thể khẳng định. Trừ Vương Sùng Tiên, còn có Trương Vân Phổ của Long Hổ Sơn, Lục Vân Long của Võ Đang, Tố Vân Tiên Cô của Nga Mi. Lần trước nghe Trương Tích Khôn nói, Trương Vân Phổ đã bế quan nhiều năm. Nếu những người này đều sống ẩn giật sau chuyện ở nhà họ Lý thì sự việc xem như rõ ràng. Nhưng Lý Dục Thần vẫn không muốn tin nhà họ Lý đã bị nhân sĩ chính đạo tiêu diệt. Cho dù mẹ của anh là ma nữ, chính đạo không thể dung tha, cho dù nhà họ Lý liều chết bảo vệ bà ấy thì những nhân sĩ chính đạo này cũng không nên tiêu diệt cả gia tộc. Dì biết về ma giáo bao nhiêu? Mẹ của tôi có từng nói cho dì biết bà ấy gia nhập ma giáo như thế nào không? Lý Dục Thần hỏi. Xà Bích Thanh không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không nhận ra vui hay buồn. Quan Nhã Lệ rót cho bà ta một tách trà. Bà ta đưa lên miệng nhưng không uống, mép tách trà chạm vào môi, đột nhiên nói, Nhã Lệ, có phải tôi có để lại một ít trà cổ thụ ở chỗ của bà, đúng không? Quan Nhã Lệ nói, đúng vậy, bà gì, bà muốn uống sao? Bây giờ tôi đi lấy cho bà. Xà Bích Thanh gật đầu, đặt tách trà xuống. Quan Nhã Lệ mỉm cười xin lỗi của Lý Dục Thần, lên tiếng, hai người cứ trò chuyện trước, tôi đi lấy lá trà. Bà ta bước ra ngoài, đóng cửa lại giúp bọn họ. Lý Dục Thần biết Lão Thái Thái đang cố tình muốn Quan Nhã Lệ rời đi, lời nói tiếp theo của bà ta chắc chắn rất quan trọng, bà ta vung tay lên, tạo ra một kết giới vô hình trong phòng, không cho sóng âm rung động truyền ra ngoài. Xà Bích Thanh nói, mẹ cậu không nói rõ, tôi cũng không có chứng cứ xác thực, tất cả đều chỉ là suy đoán của tôi. Cậu cũng không cần phải xem trọng. Lý Dục Thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tôi đã sớm nghe nói đến ma giáo từ sư phụ của mình. Sư phụ của tôi không chỉ luyện võ mà còn biết phu thuật. Đáng tiếc tôi không có thiên phú trong lĩnh vực này, chỉ học được một ít, ngược lại lại có chút thành tựu trong phương diện võ thuật. Cho nên liên quan đến vu pháp và tiên ma, sư phụ cũng không nói với tôi nhiều lắm. Tôi cũng chưa bao giờ để trong lòng, mãi cho đến khi mẹ cậu xảy ra chuyện không may. Sau đó tôi hồi tưởng lại rất nhiều chuyện có liên quan đến làng mèo, nhà họ Cung và cả mẹ của cậu. Xà Bích Thanh dừng lại một chút, nhìn Lý Dục Thần nói, tôi và mẹ của cậu thân nhau như chị em, nhưng cậu thấy đấy, tôi trông giống một bà già, làm bà của bà ấy cũng cảm thấy quá già. Cậu không cảm thấy lúng túng và kỳ quái khi gọi tôi là gì sao? Lý Dục Thần hơi sửng sốt, anh học pháp ở Côn Luân, những sư huynh sư tỷ kia có người nào không lớn hơn anh mấy tuổi, có người cũng mấy trăm tuổi. Cho nên anh căn bản không có khái niệm tuổi tác, lúc này nghĩ đến quả thực có chút không đúng. Xà Bích Thanh cười nói, tôi lớn hơn mẹ cậu, bà ấy gọi tôi là chị. Thật ra, chênh lệch tuổi tác của chúng tôi cũng không lớn lắm. Nhưng bà ấy có thuật giữ gìn sắc đẹp, sau năm 20 tuổi đến giờ thì dung mạo vẫn không thay đổi. Người đẹp của nhà họ Cung xinh đẹp, không dễ già, việc này vốn đã rất nổi tiếng ở làng mèo. Chúng tôi, nhưng mẹ của cậu lại càng đặc biệt hơn.
Mẹ của cậu và bố của cậu chênh lệch tuổi tác rất lớn, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến chúng ta cho rằng nhà họ Cung không đồng ý hôn sự này. Sau đó, mẹ của cậu nói tôi, dung mạo của bà ấy không già đi là bởi vì bà ấy luyện tập ma công. Lúc đó, tôi còn tưởng bà ấy nói đùa, sau này mới biết đó là sự thật. Mà mẹ của cậu cũng không phải bái sư ở bên ngoài. Nếu như bà ấy học từ người bên ngoài thì tôi không thể nào không biết. Cho nên, công pháp của mẹ cậu có lẽ được truyền thừa từ tổ tiên nhà họ Cung. Nhà họ Cung có truyền thừa ma đạo, vừa nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Vốn dĩ lúc trước nhà họ Cung không đồng ý với hôn sự của bố mẹ cậu, nhà họ Cung chỉ không muốn thiên hạ biết bí mật của bọn họ. Nếu bố cậu không phải họ Lý, không phải đến từ thủ đô thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không phản đối, nhưng ông ấy lại là cậu chủ của nhà họ Lý ở thủ đô. Nhà họ Lý quá lớn, quá cường đại, nhà họ Cung sợ người của nhà họ Lý nhìn thấu thân phận của bọn họ. Cuối cùng, chuyện mà bọn họ sợ đã xảy ra. Nếu như tôi đoán không lầm thì mẹ cậu đã nói cho bố cậu biết danh tính của bà ấy trước khi bỏ trốn cùng người đàn ông đó. Và ông ấy cũng không chút do dự mà dẫn mẹ của cậu đi. Ôi! Xà Bích Thanh thở dài. Không hổ là cậu ấm ăn chơi trác táng nhất thủ đô, không sợ trời không sợ đất, ngay cả thánh nữ của ma giáo cũng dám cướp. Giọng nói Xà Bích Thanh mang theo đôi phần mỉa mai, đôi phần khen ngợi và đôi phần thê lương. Lý Dục Thần hơi ngạc nhiên. Theo như những gì Xà Bích Thanh nói thì nhà họ Cung, cũng chính là nhà mẹ anh, nhà ông ngoại anh, cả gia đình họ là một nhánh truyền thừa bí mật của ma giáo. Mặc dù chuyện này rất khó chấp nhận nhưng với tình hình trước mắt thì đây là giả thiết hợp lý nhất. Mẹ anh, Cung Lăng Yên học ma công từ nhỏ, có lẽ là được người nắm quyền ma giáo tuyển chọn, hoặc là do huyết mạch thức tỉnh mà bà ấy trở thành thánh nữ của ma giáo. Sau này, thân phận bị lộ, bị người của chính đạo biết được, dẫn tới cuộc khủng hoảng của nhà họ Lý. Gia chủ của nhà họ Lý lúc đó là Lý Thiên Sách, cũng chính là ông nội của Lý Dục Thần đã sớm tiên đoán được mối nguy này nên đã có sắp xếp trước, giúp Lý Dục Thần thoát được kiếp nạn. Còn về chuyện nhà họ Cung biến mất, nguyên nhân có thể là do bị chính đạo vây quét, cũng có thể là do mẹ anh quyết tâm rời khỏi ma giáo, xin Hồ Vân Thiên giúp mình loại bỏ ma tâm của thánh nữ, nhà họ Cung bị ma giáo coi là phản đồ nên tiến hành thanh trừng. Di Sa, hiện tại, trại của nhà họ Cung có còn không? Còn, ở trên núi Lạc Hậu, mặc dù những năm gần đây, rất nhiều nơi đã phát triển du lịch nhưng chỗ của nhà họ Cung có những truyền thuyết không hay nên ít người tới đó. Nếu cậu muốn đi xem thì tôi có thể dẫn cậu đi. Chỉ có điều nó đã bị bỏ hoang gần 20 năm rồi, e là có tới đó cũng chẳng thể phát hiện thêm được điều gì. Cảm ơn dì Sa, tôi cũng không hy vọng sẽ phát hiện ra được điều gì, chẳng qua đó là nơi mẹ tôi sinh ra nên tôi muốn tới đó xem thử một lần mà thôi. Xà Bích Thanh gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hiền từ và tán thành, được thôi, có điều tôi phải về thành phố Âu một chuyến trước đã, tôi đã sống ở đó mười mấy năm trời nên ít nhiều gì cũng có một số chuyện cần phải xử lý. Một khi về làng mèo rồi, chưa chắc tôi đã có ý định quay lại đó nữa. Cậu chờ tôi ít hôm, xong việc, tôi sẽ bảo Nhã Lệ báo tin cho cậu. Không vội, Lý Dục Thần nói, tôi cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Vậy thì tốt, đang tuổi thanh niên thì cần phải hướng tầm mắt nhìn về phía trước, đừng để những chuyện trong quá khứ trói chân mình, ánh mắt Xà Bích Thanh hiền từ như một người mẹ. Vâng, cảm ơn dì dạy bảo, Lý Dục Thần cung kính nói. Xà Bích Thanh cười. Nói cậu có tài như vậy mà còn khiêm tốn như thế quả là hiếm có, Lăng Yên có một người con trai như cậu chắc hẳn cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Sau đó, bà ta lại đột nhiên hỏi, tôi nghe nói dạo trước cậu đã tới Lâm Hoang, còn có tin đồn rằng cậu đã chết ở đó rồi. Lý Dục Thần cười nói, đúng là tôi có tới đó một chuyến, sau đó bị một số việc cầm chân, ở trong hoang trạch lại không thể nào báo tin cho người ở bên ngoài nên mới có tin đồn như vậy. Ồ, cậu còn tới cả hoang trạch cơ à? Thực ra, làng mèo cũng khá gần trấn Lâm Hoang. Tôi mới sực nhớ ra chuyện này, ở làng mèo từng có tin đồn rằng nhà họ Cung chuyển từ hoang trạch tới. Nói đến đây, Xà Bích Thanh cười một tiếng tự diều, lắc đầu nói, mà thôi, đó chỉ là lờn đồn không đáng tin thôi, không nên nói ra thì hơn. Hoang trạch rộng hàng chục ngàn dặm không hề có người sinh sống, sao lại có thể có một gia tộc lớn như vậy từng sinh sống ở đó chứ? Xà Bích Thanh cảm thấy lời mình nói thật hoang đường nhưng Lý Dục Thần lại giật mình. Anh nhớ tới tòa thành cổ trong bí cảnh hoang trạch, nhớ tới con rồng canh giữ ở đó, thanh kiếm cổ huyền minh và điệu múa thiên ma. Tất cả những điều này đều nói lên rằng đó không phải là một nơi tầm thường.
nhất là điệu múa thiên ma và lời nguyền tựa như một bài thơ, mỗi lần nhớ tới chúng, linh hồn anh đều cảm thấy chấn động. Anh không biết vì sao tòa thành cổ đó lại bị vùi lấp, không biết con rồng đó đang canh giữ thứ gì, nhưng anh dám chắc kiếm cổ huyền minh có liên quan với thiên ma. Còn trong người anh lại có dòng máu của ma nữ. Nói theo cách diễn đạt hiện đại thì nghĩa là trong người anh có gen của thiên ma. Lẽ nào nhà họ Cung chính là cố chủ của tòa thành cổ trong hoang trạch? Xà Bích Thanh không biết Lý Dục Thần đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói cho anh biết một vài chuyện có liên quan tới nhà họ Cung và Cung Lăng Yên, lẫn chuyện có liên quan với nhà họ Lý ở thủ đô, tuy nhiên, chúng đều là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, không phải chuyện hệ trọng. Sau khi hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì Quan Nhã Lệ trở về, Lý Dục Thần thu trận pháp cách âm lại, đứng dậy xin phép ra về. Viên Thọ Sơn chết, Hà Trường Xuân bế quan, trong vòng một đêm, nhà họ Viên vừa mất gia chủ lại vừa mất chỗ dựa. Thế cục ở Nam Giang đột ngột thay đổi. Hầu như tất cả gia đình giàu có đều quay sang ủng hộ nhà họ Lâm. Mấy ngày nay, cửa lớn của nhà họ Lâm ở thành phố Hòa sắp bị người ta giẫm nát. Ngoài cửa Sơn Trang Bắc Khê, những chiếc xe sang đậu nối đuôi nhau kéo dài ra tới tận rìa đường quốc lộ. Nhà họ Lâm không còn cách nào khác, buộc phải tăng số lượng bảo vệ lên. Lâm Thu Thanh bận tối tăm mặt mũi. Khách tới nhà đều muốn gặp Lâm Thượng Nghĩa, nhưng Lâm Thượng Nghĩa tham dự lễ đính hôn của Lý Dục Thần xong thì ngay ngày hôm sau sức khỏe lập tức sa sút, chỉ đi mấy bước đã thở hổn hển nên đành phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Lý Dục Thần cố ý dặn dò Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Mộng Đình chăm sóc ông cụ thật chu đáo. Nghiêm Tuệ Mẫn phải đi giúp Lâm Thu Thanh tiếp khách nên Lâm Mộng Đình xin nghỉ học, ở nhà, túc trực. Bên giường của ông cụ, nhìn thấy cháu gái, trong lòng Lâm Thượng Nghĩa cực kỳ hài lòng. Quyết định đúng đắn nhất đời này của ông cụ chính là ấn định mối thông gia từ bé này cho cháu gái. Mộng Đình à, cháu nên ở bên Dục Thần nhiều hơn, chứ cứ ở bên cạnh một ông già như ông để làm gì. Lâm Thượng Nghĩa thúc giục, mau đi đi, đàn ông không có phụ nữ trói buộc là dễ sinh hư lắm. Lâm Mộng Đình không chịu, ông ơi, ông nói gì vậy ạ? Nếu như Dục Thần muốn sinh hư thì cháu có thể cấm cản nổi hay sao? Lâm Thượng Nghĩa cười tự giễu, cháu nói cũng đúng. Dục Thần là một đứa trẻ ngoan nhưng cháu cũng nên ở bên cậu ta nhiều hơn. Mặc dù cậu ta là người có bản lĩnh nhưng đồng thời cũng phải gánh vác trọng trách rất nặng nề. Sau này, cháu nên giúp cậu ta san sẻ bớt gánh nặng. Lâm Mộng Đình nói, cháu biết, nhưng chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là ông phải khỏe lên, chờ ông khỏe rồi bọn cháu mới đi san sẻ gánh nặng cho anh ấy được, đúng không ạ? Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu nói, tình hình ông thế nào trong lòng ông biết rõ. Ông sống được tới tận hôm nay đã là được trời cao ban ân rồi. Được chứng kiến lễ đính hôn của cháu và Dục Thần là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Ông tin tưởng nhân phẩm của Dục Thần, sau này chắc chắn các cháu sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Đợi tới lúc con của cháu và Dục Thần tròn một tuổi, cháu nhất định phải dẫn chắt tới trước mộ cho ông xem đấy. Ông à, ông đừng nói linh tinh như vậy, rồi ông sẽ khỏe lên thôi. Lâm Mộng Đình biết ông nội đã như ngọn đèn trước gió. Ngay cả Lý Dục Thần cũng bó tay, không còn cách nào nữa, trong lòng không khỏi buồn bã, khóe mắt trào lệ, cô vội giả bộ đi rót nước, xoay người len lén lau nước mắt. Lúc này, Lâm Vân đột nhiên chạy vào, la to, ông ơi! Ông ơi, bố cháu bảo cháu vào đây nói với ông. Lâm Mộng Đình vội vàng ngăn lại, Tiểu Vân, em hò hét gì vậy, để yên cho ông nội nghỉ ngơi. Lâm Vân lè lưỡi, nói ôi, đây là tin tốt mà, chắc chắn ông nghe xong sẽ vui vẻ. Bố cháu nói khoản lỗ mấy tháng trước của nhà mình đã bù lại được rồi. Số lượng hợp đồng chúng ta ký mấy hôm nay còn nhiều hơn tổng số hợp đồng ký được trong một năm ngày xưa. Nhiều dự án tới nỗi bố cháu chọn hoa cả mắt. Với lại, nhà họ Viên đã tiêu rồi. Lần này chắc chắn là tiêu thật rồi. Cổng chính nhà họ Viên vắng tanh vắng ngắt, thậm chí không thấy bóng bảo vệ đâu. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, gia tộc gần trăm người của nhà họ Viên đều tan tác hết. Ngay cả bảo vệ và người quét dọn cũng đều đã bỏ đi. Một mình Viên Nãi Minh ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn hoa. Chiếc ghế này từng là ghế của bố ông ta, Viên Thọ Sơn. Viên Thọ Sơn thường hay nằm trên chiếc ghế này, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, ra lệnh cho mọi người. Cả một gia tộc lớn như vậy, dưới sự lèo lái của Viên Thọ Sơn, càng ngày càng hưng thịnh, càng ngày càng lớn mạnh. Có thể nói chiếc ghế này là vật tượng trưng cho chủ nhà. Viên Nãi Minh từng nhiều lần tưởng tượng cảnh mình ngồi trên chiếc ghế này, tiếp nhận vị trí chủ nhà. Giờ đây, cuối cùng ông ta cũng đã ngồi được lên nó rồi nhưng cảnh còn người mất.
Một tòa nhà cao tầng đổ sụp ầm ầm. Nhìn thấy anh lên trên ngôi nhà cao, nhìn thấy ngôi nhà cao đổ sụp. Viên Nãi Minh hát, giọng hát run rẩy cất lên một làn điệu bi thương, vang vọng trong sân. Một bóng người xuất hiện trong hành lang, núp đằng sau chiếc cột trụ, thò đầu ra, nhìn trộm ông ta. Viên Nãi Minh quay đầu, trông thấy mặt con trai mình chảy nước mũi thòng lòng, đang cười ngây ngô với ông ta. Thế Kiệt, con lại đây, Viên Nãi Minh vẫy tay gọi. Viên Thế Kiệt cười hì hì, vụng về đi tới chỗ ông ta. Thế Kiệt, ông con mất rồi, Viên Nãi Minh nói. Ông con mất rồi, Viên Thế Kiệt nhắc lại, mặt vẫn nở nụ cười ngớ ngẩn, vừa nói, khóe miệng vừa chảy nước dãi, sau đó được anh ta hút ngược vào trong miệng. Viên Nãi Minh thở dài, nói, sau này không có ai chăm sóc cho con nữa rồi. Bố chăm sóc cho con, Viên Thế Kiệt ngờ nghệch nói. Ôi, bố cũng không chịu nổi nữa rồi, Viên Nãi Minh nói, nếu bố mất thì con biết sống thế nào đây. Viên Thế Kiệt cười hì hì, vừa lau nước mũi, nước dãi vừa nhắc lại, nếu bố mất thì con biết sống thế nào. Nói xong, anh ta kêu lên, dì giúp việc. Dì giúp việc đâu, tôi muốn uống sữa. Viên Nãi Minh lộ rõ vẻ bất đắc dĩ và buồn bã ra mặt, ôi, tất cả là tại Lý Dục Thần. Viên Thế Kiệt nói, tất cả là tại Lý Dục Thần. Mình phải giết anh ta. Giết chết anh ta nói xong, anh ta lại đòi uống sữa, chạy đi tìm dì giúp việc. Viên Nãi Minh sững sờ, ngơ ngác nhìn mặt đất, bên trong đôi mắt đờ đẫn chợt toát lên nỗi căm hận sâu đậm, ông ta nói, đúng. Giết cậu ta, nhất định phải giết cậu ta. Nói rồi, ông ta đứng dậy khỏi chiếc ghế mây, về phòng mình, lấy một quả lựu đạn và một khẩu súng cất trong ngăn kéo ra. Ông ta bỏ lựu đạn vào túi, giơ súng lên như thể Lý Dục Thần đang đứng ngay trước mặt mình, hung hăng nã một phát súng. Tiếng súng vọng đi rất xa nhưng ngôi nhà rộng lớn này không có ai. Chỉ có mấy con chim là bị giật mình bay lên trời. Nét mặt Viên Nãi Minh lộ rõ vẻ dữ tợn, ông ta hầm hầm đi ra ngoài. Chợt, có ai đó gọi ông ta, anh cả, anh định đi đâu vậy? Viên Nãi Minh dừng bước, trông thấy Viên Thiên Lãng đang đứng chắn đường mình. Anh đi giết Lý Dục Thần, Viên Nãi Minh nói. Anh có giết nổi không? Viên Thiên Lãng hỏi ngược lại. Viên Nãi Minh nói đầy căm hận, không giết được cũng phải thử, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Viên Thiên Lãng lắc đầu nói, anh cả à, không ích gì đâu, đừng nói là súng, dù anh có vác theo cả một khẩu đại bác cũng không giết nổi cậu ta đâu. Anh nghe em khuyên một câu, hiện tại, bảo vệ dòng giống của nhà họ Viên quan trọng hơn tất cả, anh dẫn Thế Kiệt đi đi. Viên Nãi Minh cười phá lên, đi ư, đi đâu được, em có biết những năm qua nhà họ Viên đã đắc tội bao nhiêu người không? Thiên Lãng à, em có võ công nên có thể tự vệ, còn anh thì không. Nếu không có gia đình. Không có tổ tiên che chở cho anh thì anh chẳng là gì cả. Viên Thiên Lãng thở dài, quay người buồn bã ra đi. Em đi đâu vậy? Viên Nãi Minh giận dữ quát lên, Viên Thiên Lãng. Em là đồ hèn nhát, bố nuôi em quả là uổng công. Viên Thiên Lãng đứng khựng lại nhưng cuối cùng vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ nói em đi cầu xin sư phụ xem sư phụ có thể giúp chúng ta được không. Viên Nãi Minh nhìn theo bóng em trai biến mất ở cửa ra vào, không hiểu sao. Cả người ông ta bỗng nhiên cạn kiệt sức lực, ông ta chán nản ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn và tiếng hò hét. Người nhà họ Viên đâu? Viên Nãi Minh đâu? Ngày xưa các người ức hiếp ông mày thế nào? Mẹ kiếp, hôm nay ông mày sẽ cho chúng bay biết ông mày lợi hại thế nào. Một đám đông xông vào nhà, trông thấy Viên Nãi Minh ngồi dưới đất. Tên cầm đầu cười gắn, đóng cửa lại. Trong nhà vang lên tích đập huỳnh huých. Bỗng nhiên một tiếng súng nổ vang lên, sau đó là tiếng quát mắng và đập phá. Một lúc lâu sau, đột nhiên ầm một tiếng, cửa sổ nổ tung, ngọn lửa nuốt chửng cả căn phòng. Viên Thế Kiệt chảy nước dãi, thích thú chạy tới, vừa nhìn ánh lửa ngập phòng vừa vỗ tay khen hay, nổ đi. Nổ đi, trời đổ mưa nhỏ, từ trên núi Thành Hoàng dõi mắt nhìn về phía hồ Tiền Đường ở xa xa, chỉ thấy một làn mưa bụi mông lung như trong tranh vẽ. Cửa Thành Hoàng các đóng chặt. Viên Thiên Lãng đã quỳ ngoài cửa được một ngày một đêm. Dù võ công có cao cũng không thể chịu đựng được sự giày vò kéo dài. Nếu là lúc bình thường thì dạng mưa phùn như thế này chẳng thể làm ướt người ông ta. Thế nhưng lúc này đây, cả người ông ta đều đã ướt đẫm. Nước mưa chảy từ trên mặt xuống, tụ lại ở căm. Ông ta mấp máy môi, nước mưa lập tức chảy cả vào trong miệng. Sư phụ, cổ họng ông ta nhấp nhô lên xuống, phát ra giọng nói khàn đặc. Thế nhưng,
vẫn không có ai mở cửa cho ông ta. Cuối cùng, ông ta không nhịn được bật khóc, nước mắt hòa vào với nước mưa, ông ta nếm nước mưa thấy cả vị mặn chát, đắng cay. Ông ta từng là một nhân vật kiệt xuất, là thiên tài của nhà họ Viên, có tương lai vô cùng sáng lạn. Thế nhưng, sau khi nhà họ Viên gặp chuyện, giờ đây ông ta không còn chỗ nào để đi, ngay cả sư phụ thân thiết như bố ruột cũng chặn ông ta ở ngoài cửa. Viên Thiên Lãng không sao hiểu nổi vì sao lại thành ra như vậy. Ông ta không hứng thú với chuyện tranh chấp trong gia tộc, cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện làm ăn. Nhà họ Viên là một gia tộc lớn, có rất nhiều người lo liệu mọi chuyện. Ông ta từng nghĩ một gia tộc lớn như nhà họ Viên sẽ mãi mãi đứng sừng sững như một người khổng lồ. Không ngờ một khi nó sụp đổ thì chẳng còn sót lại chút gì nữa. Sư phụ, Viên Thiên Lãng gom góp hết tất cả sức lực còn lại, khản cổ gọi, xin hãy cho con vào. Con xin được đi theo sư phụ, từ nay bế quan không ra ngoài, không dính dáng tới thị phi trên giang hồ nữa. Trời mưa to hơn, nước mưa mát lạnh dường như còn pha lẫn cả máu. Cửa thành hoàng các mở ra nhưng không thấy bóng người. Sư phụ, Viên Thiên Lãng vui mừng ngẩng đầu lên. Bên trong cánh cửa tối tăm vọng ra tiếng thở dài. Đi đi, chỗ của sư phụ không thể bảo vệ được cho con. Sư phụ, Viên Thiên Lãng sợ quá, ông ta lê đầu gối mấy bước, định lết vào trong cửa. Một trận gió thổi tới, cánh cửa đóng sầm lại. Cửa đập thẳng vào mặt Viên Thiên Lãng, máu mũi và nước mắt của ông ta dính lên cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ông ta nghe thấy giọng nói của sư phụ hòa lẫn trong gió tới chùa Thiên Trúc tìm trí nhẫn. Ở tiền đường. Đó là nơi duy nhất có thể bảo vệ tính mạng cho con. Đi đi, Viên Thiên Lãng cung kính dập đầu lạy ba lạy trước cửa thành hoàng các, sau đó đứng dậy, nhìn về phía hồ tiền đường. Nơi đó mưa bụi mông lung, đường xuống núi thấp thoáng tựa như một con rồng dài uốn lượn giữa mây mù. Mưa dần tạnh, trời bắt đầu đổ tuyết. Ban đầu tuyết nhỏ như hạt muối, sau đó to dần lên bằng sợi lông nhung, cuối cùng trở thành những bông tuyết lông ngỗng bay khắp trời. Trên con đường nhỏ lên núi Thiên Trụ nằm ở phía tây hồ tiền đường, một bóng người đi một mình thất tha thất thểu giữa biển tuyết trăng xóa. Phía cuối con đường có một ngôi chùa nho nhỏ, trên cửa viết ba chữ Thượng Thiên Trúc. Người kia quỳ gối trên thềm đá, đập đầu gõ cửa. Một hòa thượng ra mở cửa, trông thấy ông ta, ánh mắt lộ vẻ từ bỉ. Xin chuyển lời cho đại sư trí nhẫn, tôi muốn xuất gia, xin đại sư thu nhận tôi, người quỳ gối trên bậc thềm nói. Hòa thượng hỏi, ông có tên không? Người kia nói, lúc đến có nhưng sau khi lên núi thì không có nữa. Hòa thượng lại hỏi, ông có người thân không? Người kia nói, đã từng có, hiện tại không có. Hòa thượng lại hỏi, ông có từng luyện võ công không? Vai người kia run lên một chút, nét mặt lộ vẻ do dự và lưỡng lự. Một lúc lâu sau, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, người kia nói, đã từng luyện, giờ đã quên rồi. Hòa thượng gật đầu, nói, một khi bước chân vào đây thì trong mắt không còn hồng chân nữa, ông có dám dứt bỏ không? Người kia nói, dám. Hòa thượng nói, được, vậy thì đi theo tôi. Người kia đứng lên, đi theo hòa thượng vào trong. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, ngăn những bông tuyết ở lại ngoài cửa, đồng thời cũng ngăn cả hồng trần ở bên ngoài. Đã mấy năm thành phố Hòa đã không có tuyết rơi lớn như vậy rồi. Tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu. Nhìn một mảng trắng xóa, Lâm Thượng Nghĩa ngồi trên xe lăn thoải mái thở ra một hơi. Để lại một làn sương màu trắng trong không khí, rồi nhanh chóng tiêu tan. Lý Dục Thần không có cảm giác gì với tuyết lớn. So với tuyết trên núi Côn Luân, chút tuyết này cũng không là gì. Chỉ là người ở đây dường như có tình cảm đặc biệt với tuyết, cho dù lạnh giá đến mức nào, tuyết dày đóng băng trên đường khó đi thế nào, mọi người vẫn thích. Trong không khí thanh lạnh, còn thêm chút tình cảm và hơi người. Dường như tuyết càng rơi, thì càng có hương vị nhân gian. So sánh ra, tuy tuyết ở Côn Luân rất lớn, rất dày, nhưng lại lạnh lão, vô tình. Lý Dục Thần không nói rõ được mình thích ở đâu hơn. Nhưng thấy Lâm Thượng Nghĩa vui như vậy, tâm trạng của anh cũng vui vẻ. Lâm Mộng Đình đẩy xe lăn, Lý Dục Thần và cô cùng sánh vai. Giờ đây họ đã là vợ chồng chưa cưới chính thức, cũng trở thành một giai thoại của giới thượng lưu Nam Giang. Lâm Thượng Nghĩa nghe tiếng bước chân hai người sánh vai hòa thuận phía sau, trong lòng vui mừng, mới có cảm khái tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu. Trên thực tế, đối với nhà họ Lâm, năm nay thực sự có thể coi là một năm bội thu. Nhà họ Viên đã sập đổ, nhà họ Lâm phản kích từ trong đường cùng, đứng lên lần nữa. Vừa khởi dậy,
đã chen vào trong đội ngũ hào môn đẳng cấp Nam Giang. Những người đến nhà họ Viên thăm hỏi, bàn chuyện làm ăn, nhận họ nhận hàng, làm mai làm mối, từ sau khi đại hội võ lâm kết thúc, cũng chưa từng dừng lại, cho đến cuối năm nay. Hôm nay đã là 30 Tết rồi, buổi sáng còn có người đến tặng quà. Cho đến buổi chiều mới yên tĩnh một chút. Lý Dục Thần vốn muốn đón Tết ở Ngô Đồng Cư, vì bên đó cũng có không ít người. Nhưng anh biết, đây là năm cuối cùng của Lâm Thượng Nghĩa, chắc chắn Lâm Mộng Đình muốn ở bên ông cụ, anh và Mộng Đình đã đính hôn, đương nhiên cũng phải ở cùng. Thế nên anh bàn bạc với Mộng Đình, rồi lại hỏi ý kiến của bố mẹ vợ tương lai, dứt khoát đón những người ở Ngô Đồng Cư và quán Giang Hồ đến nhà họ Lâm đón Tết. Dù sao nhà họ Lâm cũng rộng lớn, có thêm nhiều người thì vẫn đủ chỗ. Nghiêm Tuệ Mãn nói, đông người mới náo nhiệt vui vẻ, mới giống năm mới bội thu. Cho nên bà ta dứt khoát gọi cả người của nhà họ Nghiêm đến. Chủ yếu là nhà họ Nghiêm đã trải qua chuyện lần trước, còn rất ít người, chỉ còn lại nhà ông cụ Nghiêm và Nghiêm Cẩn. Vào buổi tối mùng 29 Tết, Lý Dục Thần cho Lâm Thượng Nghĩa uống mấy viên thuốc đặc biệt. Lâm Thượng Nghĩa vốn đã nằm giường không dậy nổi, khí sắc bỗng tốt hơn, cười vui vẻ xuống giường. Ông cụ muốn tự mình đi lại, nhưng Lý Dục Thần khuyên nhủ và với thái độ kiên quyết của Lâm Mộng Đình, ông cụ mới ngồi xuống xe lăn. Xe lăn đi qua vườn hoa, đi vào biệt thự lớn chính giữa. Mọi người đều tập trung ở đây, lần lượt chúc mừng năm mới với Lâm Thượng Nghĩa. Lâm Thượng Nghĩa cười vui vẻ, lấy ra lì xì đã chuẩn bị trước, phát cho từng tiểu bối. Hôm nay người mệt nhất là đầu bếp nhà họ Lâm, sử dụng hết 20 phần công lực, làm mấy bàn ăn lớn, giống như bày tiệc vậy. Trên bàn chính, Lâm Thượng Nghĩa ngồi ở chính giữa. Ngồi bên cạnh ông cụ là ông cụ Nghiêm, một bên khác để trống, nhưng lại rót đầy chén rượu. Đó là dành cho Lâm Thiền Minh. Mỗi một lần Lâm Thượng Nghĩa uống một chén, sẽ đổ chén rượu bên cạnh xuống đất, sau đó lại rót đầy. Vào buổi tối ngày mùng 8 Tết, Lâm Thượng Nghĩa qua đời. Ông cụ đi rất thanh thản. Khuôn mặt vẫn mỉm cười, bàn tay già nua xòe ra, đôi mắt nhìn sang Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình đặt tay của mình lên lòng bàn tay của ông nội, rồi cầm tay của Lý Dục Thần qua, cũng đặt lên trên. Ba bàn tay nắm vào nhau. Lâm Thượng Nghĩa mãi mãi nhắm mắt, khoảnh khắc đó, Lý Dục Thần nhớ đến ông nội của mình. Nhưng hình ảnh của ông nội bỗng mơ hồ, thậm chí anh không phân rõ được, mình đang nhớ đến Lý Hữu Toàn đã nuôi lớn anh, hay là Lý Thiên Sách, ông nội anh. Theo di ngôn trước khi chết của Lâm Thượng Nghĩa, bài vị của ông cụ để trong từ đường nhà họ Lâm. Cho xương lại không cho vào mộ tổ, mà chôn bên Hồ Linh Sơn, ở cùng với Lý Hữu Toàn, cũng giống như Lý Hữu Toàn, không lập bia mộ. Cuối cùng hai ông cụ được gặp nhau, không cần dùng bia khắc chữ để nói rõ thân phận. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình dập đầu ba cái trước mộ. Khoảnh khắc đó, Bán Tiên đã trải qua lôi kiếp rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt rơi xuống đất, cùng với nước của Hồ Linh Sơn làm mảnh đất này màu mỡ. Nhiều năm sau, ở chỗ đó có một cây bách mọc ra tươi xanh, cành lá sum xuê vươn thẳng lên mây xanh. Nhà họ Viên sập đổ, người được lợi lớn nhất là tập đoàn Kinh Lý. Phần lớn tài sản và các cuộc làm ăn của nhà họ Viên đều do tập đoàn Kinh Lý tiếp nhận. Vì rất nhiều thế gia hào môn đầu tư vào, các dự án dưới tên tập đoàn Kinh Lý nhiều không đếm xuể. Khiến Lang Dụ Văn và tập đoàn của anh ta bận đến ngập đầu. Người khác đều ở nhà đón Tết. Tập đoàn của anh ta lại không được nghỉ lễ đến một ngày. Thành viên nòng cốt của tập đoàn cũng từ mấy chục người ban đầu, mở rộng đến hơn trăm người. Trong đó còn có thêm một nhân vật rất đặc biệt Tiền Hân Đồng. Lang Dụ Văn vốn nghĩ cô cả nhà họ Tiền chỉ là một nhân vật mang tiền vào tổ chức, vừa hay có thể mượn lực của nhà họ Tiền, quét được rất nhiều chướng ngại, khiến tập đoàn Kinh Lý phát triển thuận lợi ở Nam Giang. Nhưng anh ta nhanh chóng thay đổi cách nhìn. Anh ta phát hiện cô cả Tiền này lại là một thiên tài hiếm có. Không những năng lực nghiệp vụ bản thân mạnh, mà còn thông minh, vừa học đã biết. Quan trọng là làm việc quyết đoán, nhanh gọn dứt khoát, hơn nữa tư duy rõ ràng, việc nào ra việc đó, không hề lẫn lộn. Lang Dụ Văn như đào được vàng, nhanh chóng đề bạt Tiền Hân Đồng từ trợ lý lên phó giám đốc. Vì Tiền Hân Đồng là người nhà họ Tiền, lại thêm năng lực mà Tiền Hân Đồng thể hiện ra, không ai không phục với việc đề bạt Tiền Hân Đồng. Dạo này không biết Lang Dụ Văn là quá mệt, hay làm sao, sức khỏe không được tốt, không phải đau đầu thì là hoang mang tim đập nhanh. Anh ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, đa số công việc đầu giao cho Tiền Hân Đồng. Anh ta tin Tiền Hân Đồng có thể làm tốt,
cũng không sợ cô ta làm không tốt, dù sao sau lưng cô ta là nhà họ Tiền. Nếu cô ta làm hỏng chuyện, nhà họ Tiền nhất định sẽ bù đắp lại. Lang Dụ Văn về nhà. Vốn dĩ Lý Dục Thần bảo Lang Dụ Văn vào ở trong Ngô Đồng Cư, nhưng anh ta cảm thấy sống cùng ông chủ cũng không hay lắm. Hơn nữa anh ta kinh doanh, giờ giấc nghỉ ngơi không có quy luật, thường xuyên nửa đêm canh ba mới về, có lúc sáng sớm nhận cuộc điện thoại lại phải ngoài. Còn Ngô Đồng Cư là nơi tu hành, cần yên tĩnh. Vậy nên Lang Dụ Văn mua một căn nhà ở gần công ty. Anh ta sống một mình, đương nhiên Lý Dục Thần không yên tâm, liền bảo chị Mai tìm giúp hai vệ sĩ và một giúp việc. Lang Dụ Văn cảm thấy rất không cần thiết. Ai mà không biết tập đoàn kinh lý là của cậu Lý là đệ nhất tông sư của Nam Giang, bây giờ đừng nói thành phố Hòa, nhìn khắp Nam Giang, ai dám động vào người của cậu Lý. Cũng may đã thuê giúp việc và vệ sĩ, Lang Dụ Văn về nhà liền đổ bệnh, nếu không phải có giúp việc, chết trong phòng cũng không ai biết. Lúc anh ta được đưa vào bệnh viện, thần chí đã hôn mê. Viện trưởng Diêu của bệnh viện thành phố Hòa biết anh ta là người của Lý Dục Thần, càng không tiếc công sức chữa trị cho anh ta. Nhưng khám đi khám lại, cũng không có bệnh gì, có vẻ chỉ là quá mệt, nằm trong viện 2 ngày, đã dùng hết mọi cách, cũng không thấy khỏe lên. Các chuyên gia trong viện đều rơi vào bế tắc. Vốn dĩ Lý Dục Thần có ở đây, đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng Lý Dục Thần lại đến thành phố Dũng. Mã Sơn gọi điện cho anh mấy lần, điện thoại cũng không trong vùng phủ sóng. Mã Sơn nghĩ có lẽ anh đã ra nước ngoài, đến đảo Cửu Long. Bất đắc dĩ, anh ta đành đến Tiền Đường mời Hồ Sư Ước. Sau khi Hồ Sư Ước chẩn đoán cho Lang Dụ Văn, liền cau chặt mày. Mã Sơn hỏi, rốt cuộc anh ta mắc bệnh gì? Hồ Sư Ước có vẻ như đã trúng tà, hơn nữa, không giống như ngẫu nhiên, giống như người làm. Lý Dục Thần đúng là đến đảo Cửu Long. Anh đi cùng chị Mai. Lần này, ông chủ Vương và sư phụ Vinh ở lại quán Giang Hồ, không đi theo. Trước khi đến đảo Cửu Long, họ đến thành phố Dũng trước. Nhà họ Liễu là tộc lớn ở thành phố Dũng, rất dễ tìm, chị Mai càng quen đường thuộc lối. Cửa lớn nhà họ Liễu mở rộng, Liễu Kim Sinh dẫn người trong tộc, xếp hàng nghênh đón, thái độ vô cùng cung kính. Trong thư phòng của Liễu Kim Sinh, Lý Dục Thần nói, ông biết tại sao tôi đến đây phải không? Liễu Kim Sinh cúi đầu, nhìn ngón chân của mình, nói cậu Lý, cậu đã cứu mạng tôi, cũng đã cứu Võ Lâm Nam Giang, theo Lý, bất luận cậu có yêu cầu gì, tôi cũng nên đồng ý với cậu, nhưng chuyện này liên quan đến một vài bí mật quy tắc trong tộc của nhà họ Liễu. Ông ta trầm mặc một lúc, mới nói, đúng là đồ đang ở chỗ tôi, thế này đi, ngày mai trước khi trời sáng, nếu cậu có thể tìm được đồ trong nhà tôi và lấy đi, tôi sẽ coi như không biết gì. Lý Dục Thần nói, phải rắc rối thế sao? Liễu Kim Sinh nói, tôi không đánh lại được cậu, nhưng nếu cậu cưỡng ép, tôi thà hủy cái nhà này, cũng sẽ không để cậu lấy đồ đi. Chị Mai cau mày, nói, Liễu Kim Sinh, ông cố ý phải không? Biết chúng tôi đến, cho nên đã giấu đồ đi, đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng may ông để đồ ở chỗ khác, thậm chí không ở trong thành phố Dũng, chúng tôi đi đâu tìm? Liễu Kim Sinh nói, yên tâm, chắc chắn đồ ở trong nhà tôi. Nhà họ Liễu lớn như vậy, cũng đủ giấu rồi. Chị Mai còn muốn nói gì, nhưng Lý Dục Thần ngăn lại. Được, tối nay, tôi đi trên trăng đến lấy, Lý Dục Thần nói. Liễu Kim Sinh gật đầu, vậy tôi cung kính chờ cậu. Rồi nhìn chị Mai một cái, ánh mắt hơi phức tạp, khẽ thở dài một hơi, hai người đến, chắc đã mệt, chỗ ở đã được sắp xếp xong, tôi cho người đưa hai người qua đó. Bữa tối ở Liễu Hạ Triều Âm, mời hai người thưởng thức. Nếm thử bếp riêng của nhà họ Liễu tôi. Lý Dục Thần không tỏ ý kiến, nhìn sang chị Mai. Chị Mai đứng lên, chỗ ở thì không cần đâu, chúng tôi tự tìm chỗ. Còn về bếp riêng của nhà họ Liễu ông, thì thôi đi, tôi sợ không ăn nổi. Dục Thần, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền quay người bỏ đi. Đương nhiên Lý Dục Thần cũng đi theo ra. Rời khỏi nhà họ Liễu, Lý Dục Thần hỏi, chị Mai, bây giờ chúng ta đi đâu? Chị Mai nói, đương nhiên là đi thuê phòng. Khách sạn rất dễ tìm, nhưng nơi này vượt ngoài dự liệu của Lý Dục Thần. Họ đều không thiếu tiền, cũng là có người thân phận, theo lý thì phải tìm được khách sạn 5 sao, hoặc là câu lạc bộ. Nhưng chị Mai tìm một khách sạn nhỏ bên đường. Phòng rất cũ, chỉ có mặt tiền được sửa sang một chút, trên biển hiệu viết khách sạn ấm áp. Bên cạnh cửa còn có một chiếc hộp đèn chưa tháo ra, có lẽ đèn đã hỏng từ lâu, nét chữ bên trên cũng đã mờ. Viết nhà khách Bạch Ngọc Lan.
Đại sảnh rất nhỏ, có lẽ cũng không thể gọi là đại sảnh, ở chỗ cửa vào làm một cái quầy ba, có một người phụ nữ trung niên ngồi ở đó, đang xem phim trên điện thoại. Chị Mai đi vào, nói một câu. Lý Dục Thần nghe rất rõ ràng, nhưng không thể xác định mỗi một chữ viết thế nào, đại khái là, hoa lan bên lò đã nở hai cành, một bên kết quả, một bên con cháu. Người phụ nữ trong quầy ba ngẩng đầu, nhìn chị Mai, hơi ngẩn người, nói, hoa lan bên lò chỉ có một cành, cành đổ cành cắt đều có lấy không? Chị Mai nói, một cành thì một cành. Người phụ nữ nói, báo dây leo đi. Chị Mai nói, trăng lưỡi liềm ở bụi hoa. Người phụ nữ đứng lên, vẻ mặt trở nên cung kính, vô tình liếc nhìn Lý Dục Thần một cái, nói, đi theo tôi. Bên cạnh là cầu thang, đi lên trên là phòng khách, nhưng người phụ nữ đi đến phía sau giữa cầu thang, mở cửa ngách. Đi qua cửa ngách là một sân viện, chính bách của sân viện có một bức tường, không có cửa. Bên tường có một cầu thang sắt hình chữ, thông đến tầng 3. Người phụ nữ đưa họ lên cầu thang sắt, đến tầng 3, dùng chìa khóa mở cửa sắt chống trộm, rồi mở cửa bên trong. Đi vào cửa là hành lang rộng thoáng, hai bên là cửa gian phòng. Khoảng cách giữa các cánh cửa rất lớn, có vẻ các căn phòng đều rất rộng. Đi về phía trước một đoạn, lại dế một góc, khoảng cách giữa các cửa hai bên càng rộng hơn. Người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa, giao một chiếc chìa khóa trong đó cho chị Mai, sau đó đi khỏi. Chị Mai mở cửa, lắc đầu ra ý bảo Lý Dục Thần đi theo vào. Vào trong phòng, chị Mai quay đầu nhìn Lý Dục Thần, cười nói, thế nào? Không tệ chứ, Lý Dục Thần thực sự ngạc nhiên, không ngờ trong một khách sạn nhỏ không nổi bật này lại có phòng tốt như vậy. Căn phòng rất rộng, bài trí gần như xa hoa. Cũng may phong cách vẫn coi là nho nhã, nhưng thể hiện sự sang trọng đẳng cấp. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, phía trước là cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ là nhà dân cổ. Các nóc nhà màu đen trải khắp trong tầm nhìn, cho đến phía xa bỗng nổi lên tòa nhà cao tầng. Bình thường, trước cửa sổ sát đất sẽ bày bàn trà và ghế, ngồi ở đó uống trà, có thể nhàn nhã thưởng thức ngắm cảnh. Nhưng nơi này lại đặt một bồn tắm lớn sứ chẳng miệng hình tròn. Theo như ý của người thiết kế, là muốn nằm trong bồn tắm, vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng trước cửa sổ sát đất, chẳng phải là lộ hết sạch sao? Thấy Lý Dục Thần nhìn bồn tắm, chị Mai cười nói, yên tâm đi, tấm kính này là kính nhìn một phía, bên ngoài không nhìn vào được. Lý Dục Thần đến trước cửa sổ, nói, phong thủy nơi này rất tốt. Chị Mai nói, đây là căn cứ của Lan Môn ở thành phố Dũng, năm đó tôi cũng có công lao chọn địa điểm. Lý Dục Thần hỏi, chỉ còn lại một căn này sao? Chỉ một căn thôi, chị Mai cười hi hi nhìn anh, làm sao, ở cùng với tôi, sợ tôi ăn thịt cậu hả? Lý Dục Thần biết chị Mai đang nói đùa, cũng không để ý. Chị Mai nói, sau này cậu và Mộng Đình đến thành phố Dũng chơi, có thể ở đây, tôi sắp xếp giúp cậu. Lý Dục Thần cười nói, ám hiệu mà chị vừa nói, tôi đã nhớ kỹ rồi, lặp lại lần nữa chẳng phải là được sao? Chị Mai cười ha ha, cậu biết những lời đó có ý gì không? Nếu cậu nói như vậy, người ta sẽ coi cậu là kẻ biến thái. Hả, Lý Dục Thần hơi lúng túng lắc đầu. Chị Mai nói, cậu thế này, nếu tôi nói với người ta cậu là thần tiên, chắc chắn không ai tin, chỉ là cậu bé hàng xóm. Lý Dục Thần nói, tôi vốn không phải là thần tiên. Chị Mai nói, thì cũng là bán tiên, nhưng tôi vẫn thích cậu thế này hơn, lúc tay cậu cầm sấm sét, rất đáng sợ. Lý Dục Thần nhún vai, sét không đánh người tốt, nhưng tôi cũng không phải người tốt. Chị Mai nói xong thở dài một tiếng, cởi áo khoác, đến bên bồn tắm mở vòi nước, tôi muốn đi tắm, cậu có muốn tắm cùng tôi không? Lý Dục Thần nhìn cửa sổ sát đất nói, nhiều năm như vậy chưa về lại đây, không sợ họ đã thay tấm kính à? Chị Mai thử nhiệt độ nước, bắt đầu cởi áo, nói, không thể nào, trừ phi Lan Môn không còn. Lý Dục Thần nói, tôi không tin. Tôi ra bên ngoài xem sao. Nói xong liền đi ra cửa. Chị Mai biết anh mượn cớ né tránh, cười, tự lẩm bẩm nói, hừ, xem cậu có dám nhìn không. Bà ta vừa nói xong, thì nhìn thấy có một người trên nóc nhà, chính là Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lơ lửng trên không trung, nhìn tấm kính đen xì, thở nhẹ nhõm một hơi. Thực ra, anh không phải nhìn tấm kính, mà dùng thần thức đảo quét xung quanh. Với quan hệ của chị Mai và Liễu Kim Sinh năm đó, lại thêm thế lực lớn của nhà họ Liễu ở thành phố Dũng, có lẽ Liễu Kim Sinh biết nơi này, cũng có thể liệu được hôm nay chị Mai sẽ đến đây. Chị Mai đã rất nhiều năm chưa quay về đây,
nơi này còn là căn cứ của Lan Môn hay không, người ở đây còn là người của Lan Môn hay không, đều rất khó nói. Chị Mai không nghi ngờ sư môn của mình, Lý Dục Thần không thể không cẩn thận. Bản thân anh không sợ, nhưng cũng không cho phép chị Mai gặp nguy hiểm. Lòng dạ con người Liễu Kim Sinh thâm sâu, không tin được. Bồn tắm đã đầy nước, chị Mai cởi áo, bước vào. Trong bồn tắm, từ bên trong nhìn ra, Lý Dục Thần ngoài cửa sổ đang ngẩn người nhìn chằm chằm bà ta. Tuy biết rõ là không nhìn được, chị Mai vẫn cảm thấy bất thường. Bà ta nằm xuống, dựa vào thành bồn tắm. Nước từ từ chảy trên làn da, ấm nóng. Không phải nhìn được thật chứ. Thấy Lý Dục Thần vẫn chưa đi, còn đang lơ lửng ở đó nhìn chằm chằm ba ta, chị Mai có cảm giác mơ hồ. Nhóc thối, cố ý phải không, chị Mai mắng một câu, vẻ mặt nở nụ cười xấu xa, đưa tay lấy điều khiển trên kệ bên bồn tắm, ấn một cái với tấm kính. Tấm kính lóe lên, dường như có nước từ trên chảy qua. Chỉ là rất nhanh lại trở lại bình thường, người bên trong dường như không có cảm giác. Nhưng Lý Dục Thần đứng bên ngoài, chỉ nhìn thấy tấm kính màu đen lóe lên, biến thành trong suốt. Sau đó nhìn thấy một cảnh tượng ướt át, chị Mai giơ một chân lên, hai tay nghịch nước, nhẹ nhàng vuốt lên chân. Bà ta nở nụ cười tủm tỉm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lý Dục Thần quay đầu nhìn một cái, nếu lúc này trên ô cửa sổ nào đó của tòa nhà cao tầng phía xa có người lấy kính viễn vọng, hoặc là có người bò lên nóc nhà khu dân cư, hoặc là có máy bay không người lái bay qua, đều có thể nhìn rất rõ ràng mọi thứ bên trong cửa sổ. Anh giơ tay vẫy nhẹ, không khí lưu chảy, hình thành một bức tường không khí dao động trước tấm kính, tỏa ra ánh sáng hỗn loạn, như phủ thêm một lớp kính mờ. Lần này, không những bên ngoài không nhìn được vào, bên trong cũng không nhìn ra được bên ngoài. Nhóc thối, chị Mai mắng một câu, lão nương không đẹp hả? Lúc này Lý Dục Thần bên ngoài cửa sổ đã biến mất, bóng hình lập tức xuất hiện ở một căn nhà dân cũ kỹ. Hai người đàn ông ngồi trong nhà dân, đang cười ngốc nghếch trước máy tính. Trên máy tính là hình ảnh camera ướt át, họ bỗng nghe phía sau có người nói, xem nhiều là mất luôn mắt đấy. Hai người sợ hết hồn. Ai đó? Trong phòng rất tối, vì cửa sổ đều đã đóng lại. Hai người dường như cũng phát hiện ra điều này, nhìn người trước mặt đột ngột xuất hiện như nhìn thấy ma. Đợi khi nhìn rõ người đến, chính là người đàn ông đi cùng người phụ nữ trong camera giám sát, hai người mới thở nhẹ nhõm. Nói đi, ai phái các anh đến, ở đây làm gì, Lý Dục Thần hỏi. Không, không ai cả, không làm gì hết, một trong số họ trịnh trọng trả lời. Một người khác nói, nhiều lời với hắn làm gì, xử lý là xong chuyện. Lý Dục Thần giơ tay chỉ vào mặt người đó, hai con mắt trên mặt người đó đột nhiên từ trong hốc nhảy vọt ra. A, à, anh ta ôm mắt kêu thảm thiết, kế giữa các ngón tay toàn là máu. Tôi đã nói, xem nhiều sẽ mất mắt mà, Lý Dục Thần nói. Người còn lại sợ đến hồn bay phách tán, nói chúng tôi không cố ý xem, là Ngũ Gia bảo chúng tôi theo dõi. Ngũ Gia là ai? Ngũ Gia là Ngũ Gia, chúng tôi cũng không biết ông A tên là gì, mọi người đều gọi ông ta là Ngũ Gia. Ông ta ở đâu? Không, không biết, không ai biết Ngũ Gia ở đâu. Các người liên lạc với ông ta bằng cách nào? Đầu là ông ta đến tìm chúng tôi không biết liên lạc với ông ta thế nào. Lần trước liên lạc là khi nào? 2 tiếng trước, Ngũ Gia bảo chúng tôi theo dõi nhất cử nhất động của căn phòng này. Lý Dục Thần không biết Ngũ Gia này là ai, nghe có vẻ không giống người của nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu không cần phải thần bí với thuộc hạ như vậy, mà giống như người trong giang hồ. Lý Dục Thần không hỏi gì thêm, hỏi cũng không có câu trả lời. Anh vụt người rồi biến mất. Chỉ là lúc biến mất, không gian dường như bị ép nhỏ lại, mọi thứ ở đây cũng biến thành bột vụn theo, chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng. Khi Lý Dục Thần xuất hiện trở lại trong phòng, chị Mai đã mặc quần áo xong. Tắm xong nhanh vậy à, Lý Dục Thần ngạc nhiên nói. Chưa nhìn đủ hả, chị Mai trừng mắt nhìn một cái. Tôi thì không sao, chỉ là không biết người khác nhìn đủ chưa thôi, Lý Dục Thần nói. Cậu nói cái gì, chị Mai hơi sửng sốt, trên khuôn mặt lập tức như phủ lớp sương mờ, hiển nhiên đã nghe hiểu Lý Dục Thần đang nói gì. Bà ta quay người đi mấy bước, dường như đang tính toán phương vị, lúc sang phải lúc sang trái, đến chỗ lệch về bên trái giữa căn phòng, ngồi xổm xuống, ngón tay móc thành vuốt, dùng lực mạnh, tóm lên một tấm sàn nhà, chỉ nhìn một cái liền cau mày nói. Nơi này được tu sửa lại rồi, tuy nhìn có vẻ giống y hệt trước đây, nhưng ám hiệu của Lan Môn không còn nữa.
Chị Mai quay đầu, thấy Lý Dục Thần không nói gì, hỏi, cậu đã sớm biết rồi phải không? Lý Dục Thần nói, tôi vừa mới biết, cũng không bao. Có camera, chị Mai nhìn xung quanh, muốn tìm vị trí của camera. Lý Dục Thần nói, không cần tìm nữa, tôi đã xử lý người trong phòng giám sát rồi. Là Liễu Kim Sinh, chị Mai dường như không muốn tin. Lý Dục Thần hiểu tâm trạng của bà ta, bất luận Liễu Kim Sinh làm gì với Lan Môn, đều có liên quan đến bà ta. Vì vậy mà Lan Môn chịu tổn thất, bà ta cũng khó thoát trách nhiệm. Tôi không chắc chắn, họ nói là Ngũ Gia, không biết Ngũ Gia này có phải là người của nhà họ Liễu không? Chị Mai nghe thấy hai chữ Ngũ Gia, vẻ mặt liền biến sắc, lập tức xông ra. Đến dưới tầng, người phụ nữ lễ tân còn đang lướt điện thoại. Chị Mai đi đến hỏi, mẫu đơn ở Hậu Sơn nở chưa? Người phụ nữ ngẩn người, cái gì? Chị Mai nói, mười mấy năm trước, tôi để cuốn sách ở đây, cô giúp tôi tìm xem có còn không? Người phụ nữ hỏi, sách gì? Chị Mai bỗng đưa tay tóm bóp cổ của cô ta, hỏi, cô không phải là người của Lan Môn, sao lại biết ám hiểu của chúng tôi? Ai dạy cô? Người phụ nữ ngạc nhiên, muốn phản kháng. Cô ta hiển nhiên cũng từng luyện võ, nhưng thân thủ kém xa chị Mai. Thử giãy giụa mấy cái, cũng không thể thoát ra, nên đành từ bỏ. Chị Mai bóp mạnh thêm mấy phần, sắc mặt của cô ta chướng lên thành màu gan heo. Là, tôi là người của Lan Môn. Của bên nhánh nào, thuộc đường khẩu của ai? Ngũ Gia. Ông ta đâu? Không, không biết, tôi chỉ phụ trách đợi người ở đây. Đợi ai? Chị Mai buông lỏng tay. Người phụ nữ ho khan hai tiếng, nói, đợi người nói ra ám hiệu Lan Môn giống như cô. Cũng đặt cùng một căn phòng ư. Đúng thế. Sau đó làm gì? Không làm gì hết, tôi không biết gì hết. Chị Mai bóp chặt tay, cô ta liền gãy cổ. Sau đó quay người ra khỏi cửa lớn. Lý Dục Thần nhìn thi thể của cô ta một cái, lắc đầu, vung tay, bụi nổi lên. Anh đi theo chị Mai, hỏi, bây giờ đi đâu? Chị Mai nói, đi tìm Ngũ Gia. Ngũ Gia là ai? Kẻ suy đồi của Lan Môn. Chị biết ông ta đang ở đâu ư? Tôi không biết, nhưng Lan Môn, ở thành phố Dũng, cũng chỉ có mấy nơi thôi. Chị Mai chặn một chiếc xe bên đường, nói địa chỉ, đi về hướng nam thành phố. Đến nơi, hai người lại đi thêm một đoạn, đến một cái miếu cũ. Đây là miếu của dân gian, không thờ Phật Bồ Tát, mà thờ một số vị thần ở địa phương. Nhìn có vẻ ngôi miếu đã lâu không được chăm sóc, tượng thần bên trong bám đầy bụi. Vừa đi vào, chị Mai lập tức trở nên cung kính, giống như đi đến Linh Sơn. Nhưng khi nhìn thấy mạng nhện trên trần nhà, sắc mặt trở nên khó coi. Sư phụ, sư phun, chị Mai gọi. Sư phụ, người ở đâu? Đệ tử quay về đây. Ngôi miếu không lớn, tìm khắp một lượt, ngoại trừ tượng thần bằng đất sét bám đầy bụi bặm và mạng nhện, thì không có gì hết. Lý Dục Thần khẽ động thần thức, cau mày. Anh dừng lại trước một tượng thần trong đó, hỏi chị Mai, tượng thần này, trước đây chị đã từng thấy chưa? Chị Mai ngẩn người. Lắc đầu, cậu không nói thì tôi cũng không để ý, đúng là trước đây chưa thấy tượng này. Bà ta như đoán được điều gì, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Lý Dục Thần cũng đoán được, vốn dĩ không muốn nhắc, nhưng cảm thấy vẫn nên nhắc thì hơn. Anh giơ tay vuốt từ xa, đất sét trên tượng thần rơi xuống từng tảng, bên trong lại giấu một cái xác khô, có thể xác định là một cái xác phụ nữ. Chị Mai bỗng cất giọng bi thương, sư phụ. Liền quỳ xuống, gục xuống dưới chân xác khô. Khóc đau thương. Lý Dục Thần không làm phiền bà ta. Lúc này, an ủi cũng vô ích, chỉ có thể để bà ta khóc, nếu không bi thương tích tụ trong cơ thể, lâu ngày sẽ thành bệnh. Qua hồi lâu, chị Mai mới bình tĩnh lại, tức giận nói, thủ này không báo, thề không làm người. Lý Dục Thần giúp bà ta đào một hố sâu trong sân, chôn cất thi thể của sư phụ bà ta. Chị Mai mới nói với anh, nơi này là tổng đà của Lan Môn ở thành phố Dũng. Lan Môn truyền thừa hỗn loạn, chỉ nhánh này của sư phụ bà ta sông pha Nam Bắc, cuối cùng định cư ở thành phố Dũng, đã tìm được nơi này. Nơi này thờ phụng tổ sư gia của Lan Môn, ngụy trang thành thần linh dân gian, để tiện hoạt động. Sư phụ của bà ta sống ở nơi này, mỗi ngày quét dọn, gần như rất ít ra ngoài. Không ngờ lại chết ở đây, còn bị người ta giấu thi thể trong tượng đất. Thậm chí Lý Dục Thần có thể nhìn ra, bà ta bị nhốt sống. Chỉ là không nói với chị Mai thôi. Rốt cuộc Ngũ Gia là ai? Lý Dục Thần hỏi. Lôi Lão Ngũ, một tên cờ bạc, năm đó đã đánh bạc thua bị người ta truy giết,
chạy đến thành phố Dũng, xin sư phụ tôi thu nhận. Sư phụ tôi niệm tình ông ta cũng xuất thân lan đạo, liền cứu ông ta. Không ngờ, ông ta là đồ vô ơn. Lôi lão ngũ này công phu thế nào? Thiên thuật lợi hại, nhưng võ công bình thường, nếu không năm đó cũng sẽ không bị người ta truy giết. Lý Dục Thần nói, vậy sư phụ của chị chết hơi kỳ lạ. Tu vi đến cảnh giới nhất định, cho dù đã chết, cũng sẽ để lại chút gì đó. Tôi có thể đoán định, bà ấy là cao thủ, công phu cực cao, ít nhất cũng là bán bộ tông sư. Ở thành phố Dũng, không có nhiều người có thể giết được. Bà ấy, chị Mai kinh ngạc, Liễu Kim Sinh. Hố trong sân vừa mới được lấp không lâu, đất hãy còn mới. Chị Mai quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn ra ào ào, rơi xuống mộ, ngấm vào trong đất. Bà ta cứ tự trách mãi, nếu sư phụ bị Liễu Kim Sinh giết, vậy thì bà ta phải gánh vác ít nhất một nửa trách nhiệm. Lý Dục Thần đành khuyên giải, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, tìm được ông Năm Lôi rồi tính sau. Chị Mai ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt ngấn lệ, bà ta nói, nếu đúng là Liễu Kim Sinh, vậy thì cậu giúp tôi giết ông ta đi. Lý Dục Thần gật đầu, nói, được, tôi hứa với chị, dù hung thủ là ai thì tôi cũng nhất định sẽ giúp chị báo thù. Đối với Lý Dục Thần mà nói, giết Liễu Kim Sinh không khó, nhưng trước đó anh cần phải suy xét đến cảm nhận của chị Mai. Dù gì cũng là người yêu cũ, lại từng có hôn ước với nhau, tuy có lẽ chị Mai bị lừa, nhưng con người là sinh vật sống tình cảm, đôi khi biết rõ là bị lừa nhưng sẽ không đòi lại lẽ công bằng, không phải là không muốn làm hại người kia, mà là không muốn xúc phạm đến tình cảm chân thành mà mình từng trao. Bởi vậy, Lý Dục Thần chơi chiêu tiên lễ hậu binh, đến nhà họ Liễu đòi Hỏa Long Châu, chỉ cần Liễu Kim Sinh không dở trò gian trá, anh cũng sẽ không làm khó dễ cho nhà họ Liễu. Ấy là anh nể mặt chị Mai. Tất nhiên, anh đoán Liễu Kim Sinh chắc chắn dở trò. Vốn dĩ anh định đợi đến lúc đó để mà dạy cho ông ta một bài học. Bây giờ vụ án Lan Môn phát sinh, giả như Liễu Kim Sinh thật sự hại chết sư phụ của chị Mai, đã thế còn ra tay tàn nhẫn, vậy thì Lý Dục Thần không cần kiêng dè gì nữa. Có thể tìm được Năm Lôi không, anh hỏi. Năm Lôi là con bạc chính hiệu, không rời sòng bạc được, chị Mai trả lời. Nhưng mà thành phố Dũng to thế này, có biết bao? Nhiều sòng bạc ngầm, biết tìm kiểu gì? Tôi có cách. Chị Mai lau nước mắt, lại dập đầu với ngôi mộ lần nữa, nói, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, báo thù cho sư phụ, băm vằm người hại sư phụ thành muôn mảnh. Nói xong, bà ta lại dập đầu với bức tượng ông tổ trong nhà rồi mới đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát, đóng cửa miếu lại một cách cẩn thận. Liễu Kim Sinh đang ngồi trên ghế nghỉ trong phòng luyện công. Ông ta giơ tay lên quan sát kỹ. Không lâu trước đây, trong đại hội võ lâm, cái tay này bị ninja đông doanh Itazura Kazuyoshi chém nứt lìa. Đúng là không có một tí dấu vết nào cả. Liễu Kim Sinh cảm thán, ông ta hỏi Liễu Trấn Võ bên cạnh, em nói xem, bí dược của nhà họ Liễu chúng A liệu có được hiệu quả như thế này không? Liễu Trấn Võ lắc đầu, nối lại cánh tay bị cụt, nếu xử lý kịp thời thì cũng không khó lắm. Nhưng nếu muốn nối lại kinh mạch và thần kinh giống hệt như trước thì gần như là bất khả thi. Nhất là những người luyện võ như chúng ta cực kỳ mẫn cảm với sự di chuyển của khí mạch, yêu cầu về độ nhạy cảm của thần kinh cũng khác với người bình thường, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Liễu Kim Sinh gật đầu, đúng vậy, bí dược của nhà họ Liễu chỉ có thể nối lại xương và gân. Em đoán tên Lý Dục Thần ấy dùng cách gì? Cậu ta không phải là thần tiên thật đấy chứ? Liễu Trấn Võ cau mày. Nói, hiển nhiên phương pháp cậu ta dùng đã không thể dùng hai chữ y thuật để miêu tả nữa, em tin cậu ta biết pháp thuật, nhưng em không tin trên đời này có thần tiên. Nếu có thật thì sao? Vậy thì cũng không thể là cậu ta được. Tại sao? Có rất nhiều tin đồn về cậu ta rộ lên gần đây, Liễu Kim Sinh nói. Liễu Trấn Võ suy nghĩ, rồi ông ta vẫn lắc đầu, nói, thần tiên sẽ không rêu rao mình là con cháu nhà họ Lý, thần tiên sẽ không đính hôn với thiên kim nhà giàu. Thần tiên sẽ không tham gia đại hội võ lâm. Em chưa từng nghe nói có thần tiên nào lại để ý đến những thứ hư danh ấy. Vậy em nghĩ thần tiên quan tâm đến cái gì? Em không biết, chưa có ai từng trông thấy thần tiên. Liễu Kim Sinh than thở, đúng vậy, chưa một ai nhìn thấy thần tiên. Vậy em nói xem, anh có nên đưa món đồ ấy cho cậu ta không? Liễu Trấn Võ im lặng một lát, sau đó ông ta nói, anh à, em không hiểu tại sao anh phải thừa nhận chúng ta đang giữ nó. Anh không thừa nhận thì cậu ta có thể tin sao? Liễu Kim Sinh mỉm cười, hơn nữa nếu anh không nhận thì sao lừa cậu ta mắc câu được? Cậu ta đã nói rồi đấy,
tối nay cậu ta sẽ đến lấy. Liễu Trấn Võ nói với giọng khó hiểu, nhưng mà cậu A rất mạnh, chúng ta cần gì phải tạo cho mình một cường địch. Nếu là em nhất quyết không thừa nhận, hoặc là dứt khoát lấy nó làm lợi thế về mặt tình cảm, đưa cho cậu ta. Liễu Kim Sinh lắc đầu, nói, Trấn Võ, em không hiểu rồi. Cậu ta đi chung với A Mai, sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện của Lan Môn. Hơn nữa, bây giờ anh đang cần Thanh Long Châu giải độc thái âm cho mình, đột phá cửa tiếp theo. Ông ta ngẩng đầu nhìn chữ võ cứng cáp, mạnh mẽ trên bức tường trong phòng luyện công, ánh mắt trở nên u ám. Tông sư hàng đầu Nam Giang chỉ có thể là anh. Nhưng mà, Liễu Trấn Võ nhìn ánh mắt của Liễu Kim Sinh, bất giác run rẩy, anh à, nếu cậu ta không tìm được lại làm to chuyện lên thì sao? Cậu ta sẽ tìm được, Liễu Kim Sinh cười. Liễu Trấn Võ khó hiểu ra mặt, ông ta không rõ tại sao Liễu Kim Sinh lại nói vậy. Liễu Kim Sinh chỉ cười, không trả lời. Đột nhiên ông ta hỏi, em cảm thấy cậu Na đến từ thủ đô thế nào? Mấy ngày trước, nhà họ Liễu nghênh đón một vị khách tôn quý Na Như An. Nhà họ Na là một trong tứ đại gia ở thủ đô, tuy thực. Lực xếp cuối trong bốn gia tộc, nhưng dù sao cũng là ông lớn ở thủ đô, ngoài nhà họ Tiền ra thì những gia tộc quyền quý ở Nam Giang đều không dám trèo cao. Nghe nói, cậu ấm Na Như An này trước kia là con vợ lẽ, nhưng mà mấy năm trước người quản lý nhà họ Na Na Mạc Hòa chết. Sau đó gia chủ Na Hy Nghiêu đột nhiên chỉ định Na Như An vốn cách một thế hệ làm người thừa kế, có thể nói là quả đen biến thành phượng hoàng chỉ sau một đêm. Liễu Trấn Võ không biết tại sao Na Như An lại bất ngờ đến chơi, nhà họ Liễu rất ít khi tiếp xúc với thế gia ở thủ đô. Nhưng nếu đối phương đã đến thì không thể không đón chào, thậm chí còn phải tiếp đãi theo tiêu chuẩn cao nhất. Nhưng dù tiêu chuẩn tiếp đãi cao đến đâu thì Na Như An cũng chỉ là vấn bối, vai vế không ngang bằng. Liễu Kim Sinh không cần ra mặt, theo nguyên tắc tiếp khách bằng vai bằng vế, đáng lẽ phải để vãn bối nhà họ Liễu, chẳng hạn như Liễu Húc, đón tiếp. Chẳng qua, suy xét đến thực lực của nhà họ Na cùng với thân phận gia chủ tương lai của Na Như An, cuối cùng để cho Liễu Trấn Võ đứng ra tiếp khách. Liễu Trấn Võ là em họ của Liễu Kim Sinh, đồng thời cũng là người phụ trách thực tế mọi việc trong lẫn ngoài của nhà họ Liễu. Ông ta ra mặt là đã nể mặt quá rồi. Nhưng Na Như An vừa đến đã đòi gặp Liễu Kim Sinh, bảo là có chuyện quan trọng. Na Như An nói chuyện với Liễu Kim Sinh trong mật thất suốt một đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng đã vội vàng rời đi. Liễu Trấn Võ không biết bọn họ trao đổi cái gì, bởi vì ngay sau đó Liễu Kim Sinh bế quan 3 ngày. Sau khi xuất quan thì cũng không nói gì cả, chỉ gọi ông Năm Lôi đến. Kế tiếp thì Lý Dục Thần và Nhất Chỉ Mai đến. Liễu Trấn Võ nói anh. Rốt cuộc cậu Na đã nói chuyện gì với anh? Liễu Kim Sinh trả lời, cậu Na nhắc đến một người, còn cho anh một món đồ. Ai, đồ gì? Lý Dục Thần, cùng với đồ vật có thể lấy mạng cậu ta, cậu Na có thù oán với thằng nhãi họ Lý ấy à? Có thù oán hay không thì anh không biết, nhưng em nghĩ xem, Lý Dục Thần phách lối tuyên bố nhà họ Lý trở lại, mấy ông lớn ở thủ đô sao có thể ngồi yên? Em hiểu rồi, Liễu Trấn Vũ bỗng nói, năm xưa. Sau khi nhà họ Lý bị diệt, nhà họ Na chiếm lấy vị trí của họ. Bây giờ nhà họ Lý trở về, nhà họ Na chắc chắn sẽ không vui. Vì vậy nhà họ Na muốn mượn tay chúng ta lấy mạng Lý Dục Thần. Không, em sai rồi, Liễu Kim Sinh cười nói, không chỉ nhà họ Na muốn lấy mạng của cậu ta, mà là tứ đại gia ở thủ đô đều muốn mạng của Lý Dục Thần. Với năng lực của Lý Dục Thần, em sợ Năm Lôi không đánh lại được cậu ta, Liễu Trấn Võ nói. Liễu Kim Sinh lắc đầu, nói, Năm Lôi là một kẻ vô dụng, đến cả Nhất Chỉ Mai ông ta cũng không làm gì được chứ nói gì đến Lý Dục Thần. Vậy sao anh? Ha ha, Liễu Kim Sinh cười, Năm Lôi chỉ là mồi thôi. Mồi? Trấn Võ, em quên rồi à, chỗ chúng ta từng là cửa đầu tiên 6 nước đến dẹp loạn Uy. Tổ tiên và thích tướng quân chiến đấu chống lại người Uy ở đây, để lại biết bao truyền thuyết nhiệt huyết. Nói đến đây, đôi mắt của Liễu Kim Sinh sáng bừng lên. Tất nhiên là em nhớ, đó là vinh quang của nhà họ Liễu chúng ta, Liễu Trấn Võ nói. Liễu Kim Sinh gật đầu, cười hỏi, vậy đã bao lâu rồi em chưa đến tứ vệ sở? Em, Liễu Trấn Võ im miệng, tứ vệ sở là cứ điểm kháng uy năm xưa, bây giờ không trở thành địa điểm du lịch thì cũng thành khu phế tích. Đúng là ông ta đã lâu chưa đến đó. Liễu Kim Sinh nói, năm đó thích tướng quân đóng quân ở Lâm Giang Vệ, còn nhà họ Liễu chúng ta trú đóng ở Định Hải Vệ. Bên cạnh thành cổ Uy Viễn, có một cổ trại, nơi ấy từng là chỗ ở của tổ tiên nhà họ Liễu khi xưa. Em biết nơi ấy,
nó bị bỏ hoang, Liễu Trấn Võ nói. Liễu Kim Sinh cười nói. Anh cải tạo nó thành sòng bạc. Hả, Liễu Trấn Võ kinh ngạc, sòng bạc. Đưa cho năm lôi, Liễu Kim Sinh nói thêm, nhưng năm lôi không biết cổ trại ấy thật ra là nơi thích tướng quân từng thí nghiệm chiến trận, kết cấu kiến trúc của nó vốn là một trận pháp. Liễu Trấn Võ đã hiểu ý của Liễu Kim Sinh, ý của anh là trận pháp ở nơi đó vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Tuy không bằng lúc thích tướng quân còn sống, nhưng cũng không yếu. Chỉ cần có 36 cao thủ hóa kình canh giữ ở đó, cho dù là đại tông sư cũng không chạy ra được. Có trận pháp lợi hại như vậy ư, Liễu Trấn Võ vô cùng kinh hãi, nhưng mà 36 cao thủ hóa kình thì biết đi đâu mà tìm. Gom hết tất cả các đệ tử và trưởng bối đang bế quan của nhà họ Liễu chúng ta lại cũng không đủ 20 ấy chứ. Nhiều năm qua, trong số những đệ tử ngoại môn của nhà họ Liễu cũng không thiếu nhân tài, cộng thêm đồng đạo võ Lâm Anh mượn ở xung quanh cũng đủ rồi. Liễu Trấn Võ do dự, nhưng nếu bọn họ không đi thì sao? Anh hiểu A Mai, chắc chắn bà ta sẽ đi tìm năm lôi, và chắc chắn có thể tìm được. Nếu như vẫn không giữ chân được Lý Dục Thần thì làm sao? Không, anh còn chôn một tấn thuốc nổ dưới mặt đất, lúc cần thiết sẽ có người cho nổ. Thấy Liễu Kim Sinh nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Liễu Trấn Võ run rẩy, cảm giác sống lưng ớn lạnh. Một tấn thuốc nổ, nếu cho nổ thì không một ai có thể sống sót, tất nhiên các thành viên tinh anh của nhà họ Liễu cũng sẽ trở thành con tốt thí. Ông ta không biết anh họ mình lấy đâu ra nhiều thuốc nổ như vậy, nhà họ Liễu truyền thừa võ đạo, chưa bao giờ động đến mấy thứ đó. Lẽ nào đó là thứ là cậu Na đến từ thủ đô đưa? Lý Dục Thần đi theo chị Mai đi vào ngõ hẻm trong thành phố Dũng, tìm 4, 5 sòng bạc ngầm, chỉ nghe ngóng được tin tức của ông Năm Lôi, nghe nói ông Năm Lôi mới mở một sòng bạc ngầm ở gần núi Chiêu Bảo. Bọn họ lập tức đi đến đó. Đó là một dãy nhà dân cũ nát. Còn sót lại một vài di tích kiến trúc từ thời xưa. Nhà cửa chen chúc, đường đi chẳng chịt, nhưng thoạt nhìn bị bỏ hoang đã lâu. Thức thần của Lý Dục Thần quét nhanh qua một lượt, rồi anh vô thức nhíu mày. Đã kịp chuyện chứ các bạn chờ nha, khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.